Y đạo quan đồ, Trương nhất Trâm Chương 616, đời người lửa khói. Dịp Giáng sinh không có mấy ý nghĩa quan trọng với người trong nước, nhưng đối với nước Mỹ thì có lẽ giờ này rất náo nhiệt. Trương Dương gọi một cuộc điện thoại cho Cố Giai Đồng. Cố Giai Đồng đang tham quan phỏng vấn, chưa nói được mấy câu liền cục máy. Trương Dương do dự một lúc rồi lại gọi cho Sở Yên Nhiên, cố gắng nói với cô câu chúc mừng Giáng sinh. Tên này gần đây xem không ít phim Mỹ, Giáng sinh dường như là một điều có thể thúc đẩy tình cảm nam nữ, nhưng điều làm cho Trương Dương thất vọng là Sở Yên Nhiên không nghe điện thoại của hắn. Trương Dương phát hiện thời gian không những không thể làm cho tình cảm của hắn với Sở Yên Nhiên giảm bớt, mà còn làm cho nó ngày càng sâu đậm. Hắn quyết định tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Sở Yên Nhiên, nói về quá khứ của họ, nói về hiện tại của họ và nói về cả tương lai. Tiêu Diêu mẫn gõ gõ vào cánh cửa phòng làm nứt đoạn dòng suy nghĩ của trương dương trương dương ngước đầu lên cười với cô ấy tiêu diêu mẫn đặt văn kiện đã chuẩn bị xong lên bàn của hắn chủ nhiệm trương đây là một vài văn kiện đợi anh phê chuẩn buổi họp chiều nay của chúng ta có tiến hành không những việc này vốn để phó trường trinh làm sao tiêu diêu mẫn lại đích thân tới đây trương dương rất nhanh đã nghĩ ra phó trường trinh vì nhà có việc nên xin nghỉ phép về giang thành mấy hôm thường hải tâm cũng đã về lam sơn vì gần đây không có việc gì quan trọng Trương Dương để cho họ nghỉ, bao gồm cả Cao Liêm Minh cũng chuẩn bị về Đông Giang ăn Tết Tây rồi mới quay lại. Trương Dương lắc đầu nói, không học nữa, dù sao cũng chẳng có việc gì quan trọng. Tiêu Diêu Mẫn nói, công tác báo danh của việc chạy vòng quanh thành phố mừng Tết Tây rất thuận lợi, có rất nhiều đơn vị tham gia báo danh. Trương Dương nói, mượn cơ hội này tuyên truyền cho tốt về thế vận hội tỉnh. Tiêu Diêu Mẫn nói, tổng cộng đã làm 30.000 chiếc áo văn hóa, chuẩn bị đến ngày Tết Dương lịch sẽ phát cho mọi người. Trương Dương nói, sự việc này giao cho cô và chủ nhiệm Lý rồi, tóm lại nhất định phải làm cho to tát vào, nhân cơ hội này cổ động tinh thần thể dục của nam tích chúng ta, làm cho ý thức tập thể dục ăn sâu vào trong lòng toàn dân. Tiêu Diêu mẫn có thể nhận ra Trương Dương hơi mệt mỏi thiếu tinh thần, cô cười gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói các vị lãnh đạo thị ủy vẫn cần chủ nhiệm Trương đích thân đi làm việc. Audio điện tử Võ Tấn Bền trương dương gật đầu nói phó thị trưởng lý và phó thị trưởng cung đã đồng ý tham gia rồi tiêu diêu mẫn nói anh có cần phải nhìn qua về tuyến đường không trương dương xua xua tay nói các cô tự xem rồi quyết định đi các cô làm việc thì tôi rất yên tâm tiêu diêu mẫn nghe hắn nói vậy cũng không tiếp tục làm phiền nữa đứng dậy cáo từ trương dương tiến tiêu diêu mẫn ra cửa thì nghe bên ngoài vọng vào tiếng cãi vã âm thanh một người con gái mang chất giọng Hồng Kông vang lên, có nhầm lẫn gì không vậy? Sao lại không để cho xe của tôi vào chứ? Người bảo vệ nói, thể ủy chúng tôi có quy định, xe ở bên ngoài đều phải đặt ở bãi đỗ xe Nam Dương quốc tế. Chủ nhiệm của các anh là sư phụ tôi. Trương Dương nhìn theo hướng âm thanh, thì thấy An Ngữ Thần mặc chiếc áo da trắng, đeo kính dâm đứng ở ngoài cửa, một bên là chiếc Cadillac, chiếc xe này Trương Dương trông quen quen, rất nhanh đã nhớ ra đó là xe của Kiều Mộng Viện bảo vệ nhìn an ngữ thần một cách kỳ lạ rồi nhoẻn miệng cười chủ nhiệm của chúng tôi làm sao có đổ đệ lớn như vậy được an ngữ thần từ trước đến giờ tính khí đều không ra gì tức giận nói anh có mở hay không có tin tôi đâm xe vào cửa nhà các anh không cô dám an ngữ thần đã mở cửa xe bước lên rồi trên thế gian này chẳng có gì cô không dám làm cả trương dương vội vàng chạy đến nói với bảo vệ mở cửa mở cửa an ngữ thần đã khởi động xe thấy Trương Dương chạy ra, trên mặt nở nụ cười, cô lái chiếc xe vào trong thể ủy, đẩy cửa xe nhảy xuống, kháng nghị với Trương Dương, Trương Dương, tôi từ xa đến thăm anh, mà lại không được vào cửa, anh thật tốt đấy nhỉ. Trương Dương cười nói, đây là đơn vị nhà nước, chẳng ai quen cô, bảo vệ giữ đúng trách nhiệm của mình cũng là điều nên làm. An Ngữ Thần nói, chính phủ thành phố chính phủ tỉnh cũng không nói không cho xe vào, một cái thể ủy thành phố nam tích nhỏ tí này của các anh sao lắm quy định thế. Trương Dương biết rằng cô từ trước đến giờ đều không giấu được điều gì trong lòng, chỉ trong sân nói, gần chỗ làm, chỉ có thể dừng bốn chiếc xe, thật sự chẳng còn cách nào. An ngữ thần nhìn tòa nhà làm việc rách nát của họ, lắc đầu nói, chỗ này còn chẳng bằng phòng làm việc của Xuân Dương. Trương Dương cười nói, mặc dù rách nhưng vẫn tránh được bão gió, chúng tôi làm việc ở đây, chứ có phải là ham hố hưởng thụ gì đâu, làm sao giải thích cho thiên kim tiểu thư của tầng lớp tư sản như cô hiểu được hắn vừa nói vừa dắt An Ngữ Thần đến phòng làm việc của mình. An Ngữ Thần không ngồi xuống ghế sofa, đến ngồi vào chiếc ghế làm việc của Trương Dương, rồi quay một vòng, dựa đầu vào ghế rất thoải mái nói, ừm, um, cảm giác không tồi. Trương Dương cười ngồi lên ghế sofa, sao đột nhiên lại đến nam tích thế này. Trước đó cũng chẳng nói với tôi một tiếng. An Ngữ Thần nói, hôm nay là ngày gì? Giáng sinh, Trương Dương nói xong lại nói thêm một câu, nhưng Giáng sinh có liên quan gì đến cô sao? An ngữ thần trừng mắt với hắn, tôi ăn Giáng sinh một mình ở Hồng Kông rất chán, vì thế quyết định đến Đại Lục. Trương Dương nói, Đại Lục đâu có ngày Giáng sinh. An ngữ thần nói, sau khi tôi xuống máy bay ở Đông Giang đã tìm đến Mộng Việt, cô ấy phải đi cùng người nhà đến Kinh Thành, không có thời gian ở cùng tôi, vì vậy để lại chiếc xe cho tôi dùng, tôi nghĩ đi nghĩ lại, người thân trong đây chỉ có một mình anh nữa thôi, vì thế chỉ có thể đến chỗ anh. Trương Dương nghe đến hai chữ người thân, trong lòng cảm thấy ấm áp, giữa hắn và An Ngữ Thần quả thật không phải người thân mà đúng người thân, từ khi An lão tạ thế, An Ngữ Thần chẳng còn mấy người nhà, và hắn nhất định cũng nằm trong số đó. Trương Dương rót cho An Ngữ Thần một cốc trà nói, nhà đầu, gần đây sức khỏe thế nào rồi? An Ngữ Thần cười nói, rất tốt, tôi đoán rằng có thể sống đến 97 tuổi. Mặc dù cô nói nhẹ nhàng, nhưng với Trương Dương lại cảm thấy buồn, đến giờ, hắn vẫn không tìm được cách để chữa triệt để căn bệnh của An Ngữ Thần, nghĩ đến lời ủy thác của An Lão, Trương Dương cảm thấy xấu hổ, nhất định hắn phải làm tốt việc này, hoàn thành di nguyện của An Lão. An Ngữ Thần nói, đúng rồi, tôi có mang cho anh ít quà từ Hồng Kông, anh đợi chút nhé. Trương Dương nhìn cô gái chạy hộc tốc ra ngoài, cười lắc đầu, đột nhiên hắn phát hiện ra mấy năm gần đây những người xung quanh hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng an ngữ thần chưa bao giờ thay đổi, cô luôn luôn là một an tiểu yêu yêu ghét phân minh, luôn là một nhà đầu điên không vừa ý là có thể ra tay đánh người ở hương hắc sơn tử, trong xã hội ngày càng hám lợi này, người có thể giữ được vẻ thuần chất như vậy quả khó kiếm. An ngữ thần mang đến cho Trương Dương một chiếc điện thoại Ericsson, chiếc điện thoại rất nhỏ, so với chiếc điện thoại hình thuyền Motorola kia của Trương Dương, chiếc này nhỏ hơn rất nhiều, cầm trong tay vừa vặt, Trương Dương hiếu kỳ nói cái này cũng là điện thoại à. An ngữ thần cười nói, cục gạch kia của anh là điện thoại cũ rồi, đây là điện thoại kỹ thuật số, tôi cũng tặng mộng viện một chiếc. Trương Dương cười nói, hối lộ nhé. An ngữ thần nói, coi như tiền viện phí đi, anh chữa bệnh cho tôi, tôi trả tiền viện phí cho anh là chuyện đương nhiên. Trương Dương cũng không khách sáo với cô ấy, đút điện thoại vào túi, thật sự nhẹ nhàng hơn rất nhiều. An ngữ thần nói, nam thích các anh vẫn chưa mở mạng kỹ thuật số, mộng viện giúp mở một số ở Đông Giang, anh chỉ cần dùng, tiền điện thoại cô ấy giải quyết cho anh. Trương Dương nói, cô quan tâm đến tôi vậy, chẳng phải tôi trở thành kẻ bám váy vợ rồi sao? An ngữ thần đỏ mặt, anh là sư phụ của tôi, nói lời này với tôi không thấy dơ à? Trương Đại Quan nói, vậy được, tôi coi như cô hiếu kính với tôi, và chấp nhận nó. An ngữ thần nhìn thời gian, thấp giọng nói, bao giờ thì làm xong. Trương Dương nói, ý gì? an ngữ thần nói tôi từ xa thế này đến nam tích chẳng lẽ anh không định đi chơi với tôi chút à trương dương nói ăn giáng sinh người trung quốc đâu có thói quen đó an ngữ thần kéo người hắn từ ghế sofa lên đi đi đừng mặt mày đau khổ ở đây nữa thật ra cuộc sống rất tươi đẹp đấy thật ra cuộc sống rất tươi đẹp trương đại quan hầu như đều đối diện với cuộc sống bằng một nụ cười hắn đã cùng an ngữ thần có một ngày giáng sinh ấn tượng sâu sắc nhất đến nhà thờ Trương Dương lần đầu tiên trong đời được nghe hát hợp sướng, nếm được cái gọi là rước lễ, đột nhiên phát hiện ra không phải không có ai để ý đến ngày lễ Giáng sinh này, rất nhiều nam nữ thanh niên đã trao cho ngày lễ phương Tây này một ý nghĩa lãng mạn. An ngữ thần rất vui vẻ, sinh mạng của cô vốn đã ngắn ngủi hơn người khác rất nhiều, tại sao không sống cho vui vẻ chứ? Khi đi qua tiệm pháo hoa, An ngữ thần đột nhiên muốn đốt pháo hoa, cô dừng chiếc xe jeep trước cửa hàng pháo hoa, vì vẫn còn một thời gian nữa mới đến Tết âm lịch, vì vậy việc làm ăn của tiệm pháo hoa không tốt lắm. An ngữ thần mua hết tất cả những pháo hoa loại to, cốp đằng sau của chiếc xe đã đầy áp và cũng nhét hết cả không gian của xe. Trương Dương nói, tôi là một người phàm tục, tôi muốn ăn ngon muốn mặc đẹp, tôi muốn sống lâu trăm tuổi, tôi muốn làm quan to, tôi thích gái đẹp, tôi chỉ muốn tất cả mọi thứ trên đời thuộc về tôi. An ngữ thần giơ tay ra sờ vào chán của hắn, sư phụ, anh không bị sốt chứ? Trương Dương nói, không hề sốt, mà còn rất tỉnh táo nữa kìa, đời này của tôi sống rất thật, mỗi ngày đều sống một cách thật thà, tôi muốn làm cho tất cả những người đối tốt với tôi được hạnh phúc. An ngữ thần nhắc nhở hắn, lý tưởng và hiện thực luôn có khoảng cách. Vì như vậy, tôi mới nỗ lực, cố gắng làm ngắn khoảng cách này, hơn nữa, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, tôi nhất định có thể hoàn thành được nguyện vọng của mình. Trương Dương nhìn thẳng vào con mắt an ngữ thần nói, tôi sẽ làm cho cô tận mắt nhìn thấy tôi thực hiện tất cả những điều này an ngữ thần cắn môi cô biết rằng đằng sau câu nói này của trương dương có ý nghĩa gì anh ấy sẽ cố gắng hết sức để chữa bệnh cho cô an ngữ thần sớm đã coi nhẹ việc sống và chết nếu như không phải gặp được trương dương lúc này cô đã về với cát bụi rồi cô không biết rằng có thể sống được đến ngày nào nhưng cô sẽ sống thật vui vẻ an ngữ thần nói tôi tin việc anh muốn làm nhất định sẽ làm được trương dương mỉm cười nói với câu này của cô Tôi phải sống cho thật tử tế, không thể nào làm thất vọng đệ tử nữ duy nhất của tôi. An Ngữ thần đến vội vàng mà đi cũng vội vàng, ngày hôm sau cô đã đi máy bay về Hồng Kông, có điều cô sẽ đến Nam Tích sớm, vì chuẩn bị mở trường tiểu học Hồng Kỳ, trên miệng thì nói rằng để hoàn thành di nguyện của ông, cố gắng để cho tất cả trẻ em nghèo trong nước đều được học hành, nhưng thực chất nguyên nhân cô đầu tư vào Nam Tích là vì Trương Dương, tình cảm của cô với Trương Dương tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là tình cảm sư đồ. Trong lòng cô, Trương Dương đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Mấy ngày cuối năm, thường là những lúc bận rộn nhất, nhưng Trương Dương lại rất nhàn hạ, sự việc của trung tâm thể dục thể thao mới đã giải quyết ổn thỏa, miếng đất sân vận động cũ cũng đã đấu thầu theo đúng thời gian, sự việc chạy xung quanh thành phố đã giao cho Lý Hồng Dương đi làm. Trương đại quan luôn là một người không chịu nổi sự nhàn hạ, hắn muốn đến Lam Sơn thăm Tần Thanh, nhưng Tần Thanh lại rất bận không có thời gian ở cùng hắn tên này lúc nhàn dỗi lại bắt đầu nghĩ rằng có một số việc nên làm mà chưa làm bao giờ hắn đến bệnh viện thăm phó thị trường tiền nhiệm trần hảo hắn đã đến thăm tang kim đường vi tội hối lộ mà bị bắt giam những người này đều rất cảm động mặc dù họ trước kia chẳng có mấy suy nghĩ tốt về trương dương thậm chí còn thù hận hắn nhưng đến giờ khi họ ở vào tình trạng khó khăn nhất tất cả thái độ người đời họ đều nèm trải lúc này trương dương có thể đến thăm họ đã làm cho họ rất cảm động Trần Hạo nắm tay Trương Dương một lúc lâu không rời, trong lòng nói, nếu như về sau tôi có thể trở lại công việc, nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Cách biểu đạt của Trần Hạo rất hàm xúc, nhưng Tang Kim Đường thì không thể làm như vậy rồi, gã cũng nắm tay Trương Dương, mắt đỏ, gã rất oan ức, lúc đầu khi đưa tiền cho Huệ Kính Dân, gã đã rút ra một tờ, chỉ đưa 9.900, nhưng viện kiểm sát lại bắt gã, gã cho rằng mình vẫn chưa đến tiêu chuẩn của việc hối lộ, nhưng viện kiểm sát lấy được khẩu cung của Huệ Kính Dân là một vạn. Tăng Kim Đường giờ đây cứ nhắc đi nhắc lại câu đó, tôi chỉ đưa 9.900, tôi thề trên nguyên tắc đảng của mình, tôi thật sự chỉ đưa 9.900. Trương Dương thầm nói, viện kiểm sát đã tìm đến anh rồi, còn đâu cái gọi là nguyên tắc đảng chứ, có điều trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng hắn vẫn an ủi gã vài câu, nói rằng nên tin tưởng chính phủ, tin tưởng đảng sẽ dành cho họ sự xử lý công bằng phân minh nhất. Trương Dương đương nhiên cũng không quên Phạm Tư Kỳ, rõ ràng Phạm Tư Kỳ kiên cường hơn rất nhiều so với Tang Kim Đường, cô đã đuổi việc luật sư La Ân, biểu hiện của cô trong quá trình thẩm tra của công an rất không phối hợp. Tóc Phạm Tư Kỳ dài hơn nhiều, xem chừng đã nữ tính hơn so với trước đó, vì thiếu ánh sáng mặt trời, da cô ta trắng bệch, điều này làm Trương Dương lo lắng đến tình trạng sức khỏe của cô, Trương Dương nói, "Gần đây thế nào?" Phạm Tư Kỳ nhìn một lượt bốn bức tường xung quanh, nói, "Bị nhốt ở đây." còn thế nào được nữa trương dương nói tại sao cô lại đuổi việc luật sư phạm tư kỳ nói là luật sư thì phải phục vụ cho chủ của mình nhưng người mà la ân phục vụ không phải là tôi mà là công ty cô dừng một lúc rồi nói chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của tôi giờ đây báo lớn báo nhỏ của singapore đều đăng những bức ảnh của tôi và lâm bội bội tôi làm cho cả gia tộc xấu mặt họ chỉ muốn tôi chết đi cho rồi trương dương thở dài nói cô nghĩ thoáng ra một chút những việc này thời gian qua sẽ làm mở thôi phạm tư kỳ mỉm cười nói anh không phải là tôi anh không thể hiểu được dù là tôi có thể quên nhưng gia tộc của tôi thì sẽ không quên họ luôn luôn cho rằng tôi đã làm bẩn danh gia tộc trương dương nói giờ đây điều quan trọng nhất là chứng minh bản thân cô chứng minh được cô vô tội phạm tư kỳ lắc đầu nói giờ đây tôi bình tĩnh hơn nhiều rồi lúc bắt đầu tôi luôn cảm thấy ông trời sao quá bất công với mình Tôi rõ ràng không làm tại sao lại rơi lên người tôi chứ, nhưng sau này tôi lại nghĩ, có lẽ đây là sự báo ứng, báo ứng cho sự vô tình lúc đầu của tôi với Aisuia, đây vốn là nơi tôi phải ở, vì vậy tôi từ chối làm rõ việc này. Trương Dương thấp giọng nói, cô có bao giờ nghĩ rằng, việc này đã không phải do cô làm, thì là do ai làm? Suốt cuộc là ai đang bày trò ngoài kia? Ai đối xử vậy với cô? Phạm Tư Kỳ nói, tôi không còn quan tâm. Trương Dương nói, tôi tin rằng cô không làm việc này. Cô có bao giờ nghĩ rằng mục tiêu thật sự của việc này là cô? Cô rốt cuộc có kẻ thù nào? Phạm Tư Kỳ nói, tôi không quan tâm, nhưng trong ánh mắt của cô tại lộ ra vẻ không cam tâm. Trương Dương nói, Chu Bính Quý bắt cóc cùng nhã hình đã bị giết ở Thái Lan. Trong hành lý của hắn ta đã tìm thấy một vài bức ảnh chụp chung với cô. Trước kia hai người đã từng gặp nhau. Hơn nữa lại bị người khác chụp lại. Phạm Tư Kỳ nói, đây là một màn kịch một màn kịch được gầy dựng công phu giờ đây tôi đã rơi vào chồng rồi không thể thoát thân tôi không có sức lực cũng chẳng có tâm trạng đi phá màn kịch đó cứ để tôi tự sinh tự diệt trương dương nói cô nghi ngờ việc này liên quan đến ai số ia sao phạm tư kỳ nói tôi không biết trên đời này người tôi có lỗi nhất là cô ấy người tôi hận nhất là hứa gia dũng giờ đây hắn đã chết có lẽ là người nhà hắn làm cũng có lẽ là người trong gia tộc tôi làm ai mà biết được tôi nắm quyền điều hành quản lý tinh nguyệt rất nhiều người ghen ghét muốn loại trừ tôi trương dương cảm thấy phạm tư kỳ đã tiêu cực nhiều rồi dường như đã chấp nhận sự sắp đặt này hắn thấp giọng nói phạm tiểu thư tôi hy vọng cô nên lấy lại dũng khí dù là trước kia cô đã từng làm sai nhưng cũng không thể dùng phương thức này để chuộc lỗi được có thể nói với tôi phương thức liên lạc với isoia không có thể tôi có thể chữa bệnh cho cô ấy phạm tư kỳ ngước đầu hai mắt nhìn trương dương đầy hy vọng Trương Dương giải thích, tôi có quen một vị bác sĩ già, ông ấy rất giỏi về loại bệnh này, nếu như có thể chữa bệnh cho Aisulia thì mối nợ của cô với cô ấy đã được giải thoát. Phạm Tư Kỳ cắn môi nói, nếu như có thể chữa khỏi được cho cô ấy thì tôi nguyện lấy tất cả mọi thứ của tôi đi đánh đổi. Trương Dương nói, tôi có thể giúp cô, nhưng tôi hy vọng cô không nên có cái nhìn tiêu cực như vậy, cô đã vô tội thì phải chứng minh được mình vô tội, phải tìm ra người hung thủ thật sự sau bức màn kia xem xem rốt cuộc ai đang đối phó với cô đằng sau lưng phải để hắn chịu sự trừng phạt của luật pháp phải để hắn xa lưới trời phạm tư kỳ nói tôi cần một luật sư cô ta ngước nhìn trương dương nói anh có thể giúp tôi mời luật sư cao đến không trương dương nói không vấn đề gì cao liêm minh được trương dương gọi về nam tích nghe trương dương nói muốn để gã biện hộ cho phạm tư kỳ cao liêm minh cười đau khổ nói đại ca à anh có nhầm lẫn gì không muốn thắng trong vụ án của cô ấy gần như khả năng là không có, hơn nữa người này rất khó phục vụ, sư huynh của tôi đã bị cô ta đuổi việc rồi." Trương Dương nói, "Cao Liêm Minh, tôi cảm thấy vụ án này còn nhiều điểm nghi ngờ, chỉ vì chuyện chịu sự ngăn cản trong việc đầu tư vào cảng nước sâu mà cô ta tìm người bắt cóc, lý do này thật sự quá thiếu." Cao Liêm Minh nói, "Tôi cũng luôn cảm thấy rằng vụ án của cô ấy nhiều điểm nghi vấn, nhưng theo tình hình chứng cứ trước mắt, toàn bộ đều bất lợi cho cô ấy, cuộn băng kẻ bắt cóc để lại, chi phiếu cô ấy viết Thậm chí cả Chu Bính Quý còn đã từng gặp mặt cô ấy, giờ đây Chu Bính Quý đã chết, Lâm Bội Bội biết nội tình cũng chết rồi, không thể nào đối chứng được nữa, vụ án này muốn lật lại rất khó. Trương Dương nói, động cơ thì sao? Cao Liêm Minh gật đầu nói, nếu nói về mặt động cơ thì không đủ thuyết phục, bị ngăn cản trong vụ cảng nước sâu không thể nào trở thành lý do cô ta bắt cóc Cung Nhã Hinh, càng huống hồ đẩy Tinh Nguyệt ra khỏi việc đó không phải là điều một mình Cung Vĩ kỳ có thể quyết định, là lãnh đạo Nam Thích thông qua thương lượng quyết định nếu như cô ấy muốn báo thù thì người cần phải báo thù rất nhiều, tại sao lại chỉ chọn đúng cung kỳ vĩ. Hơn nữa nói về những chứng cứ này, tất cả chứng cứ có liên quan đến cô ta đều hấp dẫn cảnh sát đi tìm, và chỉ đường dẫn lối rất rõ ràng. Trương Dương nói, tôi có thể nhận ra Phạm Tư Kỳ không nói dối. Cao Liêm Minh nói, chứng cứ, tôi tin tưởng, nhưng pháp luật thì không, tòa án xem trọng chứng cứ. Sự việc của Phạm Tư Kỳ khá là khó làm, số ảnh của cô ấy và Lâm Bội Bội bị tuồn ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng rất lớn tại Singapore. Gia tộc của cô ấy cho rằng cô ấy là một nỗi nhục lớn, vì thế mới ép cô ấy từ bỏ quyền quản lý công ty. Nhưng Phạm Tư Kỳ lại biểu hiện khá kiên định, vì sự việc này mà cô ấy đã mất đi sự ủng hộ của gia tộc. Trương Dương nói, anh nói rằng gia tộc cô ấy muốn cô ấy chết ư. Cao Liêm Minh nói, nếu như lần này cô ấy bị định tội, thì dù cô ấy có không ký vào tờ chuyển nhượng quyền lực kia, thì quyền quản lý tinh nguyệt cũng đương nhiên rơi vào tay người khác. Trương Dương nói, trong gia tộc của cô ta có khả năng có người giàn dựng chuyện này không, để kéo Phạm Tư Kỳ nói. Cao Liêm Minh nói, không thể bài trừ khả năng này, nhưng khả năng không lớn, theo sư huynh La Ân của tôi nói, sự việc của Phạm Tư Kỳ làm cho gia tộc xấu mặt, dù là trong nội bộ gia tộc có rất nhiều người muốn hạ bệ cô ta, nhưng cũng không bao giờ lấy danh dự của cả gia tộc ra để đánh cược gã dừng lại một lúc rồi nói, cô ấy có kẻ thù nào khác không? Trương Dương nghĩ lại Aisuia, à, lúc đầu Phạm Tư Kỳ bỏ mặc cô ấy không chăm sóc, cô gái Ấn Độ này vì yêu sinh hật, rất có thể vậy, nhưng một thiếu nữ cao quý có lẽ không có khả năng lớn vậy, chẳng lẽ là hứa ra dũng? Trương Dương nhớ lại Phạm Tư Kỳ nhắc đến một việc, ngày cung nhã hình bị bắt có, Heder phu nhân đã tìm đến gặp mặt cô ta, nhắc đến chuyện của hứa ra dũng, trong lời nói chất đầy tình cảm với hứa ra dũng, chẳng lẽ giữa hứa gia dũng và header phu nhân có một mối quan hệ mà người ngoài không biết trương dương lại nhớ đến bức ảnh chụp chung của header phu nhân và đồng đắc trí lại nghĩ lại lúc đầu ở giang thành nhìn thấy một bức ảnh trong nhà tô viện viện nhớ rằng lúc đó hắn đã nhìn thấy vương quân giao trong ảnh còn nhìn thấy cả mẹ của tô viện viện là thẩm tĩnh hiền còn có hứa thường đức ở đằng sau nữa giữa họ có lẽ là quen nhau thẩm tĩnh hiền nhất định biết chuyện gì đó chương 617, dưới màn nghi ngờ cao liêm minh thấy trương dương trầm tư thấp giọng nói anh đang nghĩ gì vậy trương dương nói tôi phải đi giang thành một chuyến ngay cao liêm minh nói anh không quản vụ chạy quanh thành phố nữa à trương dương nói tôi phải về điều tra một việc hắn nhớ đến việc của isoia đưa phương thức liên lạc của isoia cho cao liêm minh nói anh giúp tôi liên hệ với cô gái ấn độ này cố gắng mời cô ta đến trung quốc một chuyến tôi sẽ tìm người chữa bệnh giúp cô ấy cao liêm minh nói tại sao lại chọn tôi trương dương mỉm cười nói anh là luật sự anh dễ dàng lấy được lòng tin của người khác cao liêm minh nói anh thật sự muốn quản việc của phạm tư kỳ hà trương dương nói không phải tôi phải quản mà là anh phải quản anh là luật sư chức trách của anh là bảo vệ sự công bằng của luật pháp đã cảm thấy vụ án này đầy dẫy nghi vấn thì nhất định phải tìm ra nguyên do của nó trả lại sự công bằng cho phạm tư kỳ Cao Liêm Minh cười đau khổ nói, đây chẳng phải là anh hại tôi sao? Sư huynh của tôi cũng chẳng muốn nhận vụ án này, mà anh lại giao cho tôi. Trương Dương cười nói, tôi xem trọng anh, anh giỏi hơn nhiều so với La Ân kia, còn nữa, Phạm Tư Kỳ cũng xem trọng anh, cô ấy đã chỉ định mời anh làm luật sư của cô ấy. Phạm Tư Kỳ đang gặp nạn, nhưng trong tay cô ấy vẫn còn một số lớn cổ phiếu của Tinh Nguyệt, nếu như anh có thể giúp cô ấy đánh thắng vụ này, hi hi, tiền nhất định sẽ vào túi anh. Cao Liêm Minh nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, được rồi, nể mặt anh, tôi nhận vụ án này. Trương Dương quyết định trở về Giang Thành một cách đột ngột, từ lúc hắn biết rằng người phụ nữ chụp chung ảnh với Đồng Đắc Chí là Vương Quân Giao, hắn đã cảm thấy rất hiếu kỳ về người phụ nữ này, giữa Hứa Thường Đức và Đồng Đắc Chí, giữa Đồng Đắc Chí và Vương Quân Giao, giữa Vương Quân Giao và Hứa Gia Dũng, rốt cuộc giữa họ là quan hệ gì. Trương Dương nhất định phải điều tra rõ ràng việc này, hắn tin tưởng sâu sắc rằng Phạm Tư Kỳ không liên quan gì đến vụ việc bắt cóc đó, nếu như trong việc này có người bị hại, thì người bị hại đó chính là Phạm Tư Kỳ, cung nhã hình chỉ là một công cụ để hại Phạm Tư Kỳ mà thôi, cô ta mới là người khổ thân nhất. Trương Dương thậm chí còn giả định rằng tất cả mọi chuyện là do header phu nhân sắp đặt, nhưng hắn không tìm được động cơ header phu nhân làm việc này, điều nghi ngờ vây lấy Trương Dương, hắn nhất định phải về Giang Thành. Cần phải điều tra rõ ràng quá khứ của Vương Quân Giao người trương dương liên lạc đầu tiên khi về đến giang thành là đỗ thiên giã đỗ thiên giã đang nổi giận ở trong phòng làm việc tiếng gã nghe điện thoại rất bực mình alo trương dương cười nói ai lại làm anh điên lên vậy hình như rất tức giận đỗ thiên giã nói sao lại nhớ tới việc gọi điện cho tôi thế này có chỉ thị gì trương dương cười hà hà nói tôi là một cán bộ cấp sở làm sao dám chỉ thị gì bí thư thị ủy là anh gì đó nhỉ tôi đến giang thành rồi Đỗ Thiên Giã ngớ người, Giang Thành, cậu về bao giờ thế? Đỗ Thiên Giã nói, vừa đến đường Vành Đai Ba, về đến Giang Thành đương nhiên cần phải gọi điện trước cho vị quan phụ mẫu là anh rồi. Đỗ Thiên Giã nói, tối nay có khi tôi phải về muộn, thế này đi, 7 giờ tối cùng ăn ở Ngư Mễ Chi Hương được không? Tôi bảo Tô Tiểu Hồng sắp xếp một chút. Trương Dương nói, không cần phải gây xáo động đâu, lần này tôi về cũng không phải là để uống rượu, thế này đi, chúng ta đến quán gà ở gần nhà tô viện viện uống canh đi. Đỗ Thiên Giã hơi chán trường, tiểu tử này sao lần này lại nghĩ tới chỗ đó. Gã thấp giọng nói, ở đó hình như không thích hợp, loạn quá. Trương Dương nói, không có gì là không thích hợp cả, tiện thể mời tô viện viện ra đây ăn cơm. Đỗ Thiên Giã đoán được Trương Dương nhất định có việc, theo gã biết, thì Trương Dương chẳng có chút cảm tình gì với tô viện viện, lần này mời cô ta ra là vì gì. Đỗ Thiên Giã nói, buổi tối không thích hợp lắm, cậu có bận gì cũng không thể nào bận ngay được, thế này đi, nếu như cậu muốn yên tĩnh, chúng ta đến Nam Hồ Nông Gia Thái, tôi gọi cả Vinh Cục nữa, lâu lắm không gặp rồi, chúng ta uống mấy chén với nhau. Trương Dương cảm thấy Đỗ Thiên Giã nói vậy cũng có lý, thế là đồng ý kiến nghị của gã, mặc dù hắn rất muốn đi tìm Thẩm Tĩnh Hiền hỏi chuyện đó, nhưng nghĩ lại thái độ lạnh lùng lần trước của Thẩm Tĩnh Hiền, nếu như hắn tìm bà ta như vậy, thì có lẽ chẳng có thu hoạch gì vẫn phải suy nghĩ chu toàn đã rồi tính, đề nghị của Đỗ Thiên Giã đã nhắc Trương Dương một điều, Vinh Bằng Phi là cục trưởng cục công an Giang Thành, lại là bạn cũ của hắn, sự việc này có lẽ gã rất có kinh nghiệm, buổi tối vừa đúng lúc có thể thỉnh giáo. Đỗ Thiên Giã đặt điện thoại xuống, mặt hầm hầm nhìn Giang Lạc, Giang Lạc cúi mặt, run rẩy nói, bí thư đỗ, tôi, tôi biết sai rồi, anh hãy cho tôi một cơ hội. Đỗ Thiên Giã tức giận nói, Giang Lạc ơi là Giang Lạc, cậu thật là to gan lớn mật, dám ăn hối lộ dựa vào danh nghĩa của tôi, tạo thành ảnh hưởng lớn thế này, bình thường tôi dạy cậu thế nào? Mà cậu lại làm thế nào? Giang Lạc nói, bí thư đỗ, tôi nhất thời hồ đồ, lại cảm thấy phải nể người thân, vì vậy mới đến nói chuyện với cục trưởng lý của cục xây dựng thành phố, tôi đã trả lại hết tiền rồi. Đỗ Thiên Giã nói, nếu như muốn người khác không biết chuyện này, thì cái ngày nhận hối lộ ấy đáng lẽ đã phải nghĩ đến ngày hôm nay, tự anh chỉnh đốn lại đi, nói rõ ràng tình hình, rồi tự đi báo cáo ở phòng vụ án. Giang Lạc một đêm trở về trước giải phóng, chẳng còn chút hy vọng nào cả, đây đã là do Đỗ Thiên Giã nể mặt gã đi theo mình lâu nay nên đã nhẹ tay, nếu không thì còn không giữ được công việc nữa. Giang Lạc thật sự quá hối hận lúc đầu, gã cầu khẩn nói, bí thư Đỗ, tôi chỉ nhận 3.000, tôi đã trả lại hết rồi, tôi cũng không giúp được việc cho người nhà tôi, không gây tổn thất gì cho nhà nước cả, tôi đảm bảo, về sau tôi nhất định sửa sai, cố gắng làm việc, Tôi sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa, xin anh, hãy cho tôi một lần cơ hội. Với gã, chỉ cần Đỗ Thiên Giã đồng ý thì lỗi nhỏ gã gặp phải chẳng đáng gì. Ở Giang Thành, Đỗ Thiên Giã có quyền phát ngôn tuyệt đối, chỉ cần gã đồng ý tha thứ cho mình thì người khác nhất định không dám nói gì. Đỗ Thiên Giã lắc đầu nói, chính vì cậu là thư ký của tôi nên tôi mới yêu cầu nghiêm khắc nơi cậu, lỗi thế này tôi không thể nào tha thứ được, Giang Lạc, cậu rất thông minh và cũng có năng lực. Nhưng thông minh cũng cần dùng vào đúng lúc đúng chỗ, cậu ở trong thể chế lâu năm như vậy, cái gì gọi là khôn vặt, cái gì gọi là trí tuệ lớn cậu cần phải hiểu, cậu làm việc ở phòng vụ án có thể thức tỉnh lại một chút, hãy làm việc ở phòng này đi. Giang Lạc mím môi, gã đến phòng vụ án, mặc dù là một nơi nhàn hạ, nhưng gã từ vị trí thư ký của bí thư thị ủy rất xuống đây, bằng với việc tuyên bố với tất cả mọi người, Đỗ Thiên Giá sẽ không dùng gã nữa, về sau cũng sẽ không có người dùng gã nữa. Tiền đồ chính trị của gã đã dừng lại ở đây. Giang Lạc là một người có chí hướng có giá tâm, với gã mà nói, cái giá của lần này quả thật quá đắt. Nhưng thái độ của Đỗ Thiên Giá rất kiên định, xem thái độ của gã, dường như Giang Lạc đã không còn trốn quay về. Giang Lạc vừa nghe đến cái tên Trương Dương, nhớ đến Trương Dương, trong lòng gã lại có một luồng hy vọng mới. Trương Dương là lãnh đạo cũ của gã, lúc đầu vì sự giúp đỡ của Trương Dương gã mới được làm thư ký của Đỗ Thiên Giá. Trương Dương từ trước đến giờ đối xử khá tốt với gã, cũng chỉ có Trương Dương mới có thể giúp gã nói vài câu. Giang Lạc sau khi thầm lặng rời khỏi phòng làm việc của Đỗ Thiên Giã, đến bên ngoài gọi điện cho Trương Dương. Trương Dương nghe thấy giọng của gã, cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã đoán ra, Giang Lạc là thư ký của Đỗ Thiên Giã, nhất định Đỗ Thiên Giã đã nói chuyện hắn về Giang Thành rồi. Thái độ của Giang Lạc rất buồn giàu, có thể nhận ra điều đó qua giọng của gã giang lạc nói chủ nhiệm trương anh có thời gian không tôi muốn nói với anh chút chuyện trương dương đang lái xe đến biệt thự gỗ ở nam hồ hắn mỉm cười nói nói đi tôi đang nghe đây mùa đông ở giang thành lạnh hơn nhiều so với nam thích nam hồ đã đóng băng mấy ngày trước còn có tuyết không ít nơi tuyết chưa tan hết giang lạc nói chủ nhiệm trương anh còn nhớ chuyện lần trước tôi nhờ anh ở đông giang không trương dương nhớ lại lần trước khi hắn và đỗ thiên giã gặp mặt ở đông giang Giang Lạc từng nhờ hắn nói hộ, có điều Trương Dương đã từ chối ngay lập tức, bảo Giang Lạc chủ động nhận lỗi với Đỗ Thiên Giã, Trương Dương nói, sao thế? Anh không nghe theo tôi hà? Không chủ động nói với bí thư đỗ chuyện này à? Giang Lạc nói, không, nhưng việc này đã bị tố cáo, bí thư đỗ biết rất giận tôi, anh ấy bảo tôi xuống làm ở vị trí khác. Trương Dương nói, đáng đời tiểu tử nhà anh, thế này là tốt cho anh lắm rồi. Giang Lạc khẩn cầu nói, chủ nhiệm Trương, anh giúp tôi một lần, tôi biết rằng quan hệ giữa anh và bí thư Đỗ là tốt nhất, người anh ấy tin tưởng nhất là anh, anh giúp tôi nói đỡ vài câu, bảo bí thư Đỗ cho tôi một cơ hội làm lại." Trương Dương nói, "Có phải cậu không biết tính khí của anh ấy đâu, sự việc anh ấy đã quyết định rất ít khi thay đổi." Giang Lạc nói, "Chủ nhiệm Trương, tôi là do anh một tay đề bạt lên, tôi còn trẻ, nếu như giờ đây tôi phải xuống phòng vụ án thì cả đời này tôi chỉ có thể ở đó thôi." Chủ nhiệm Trương Tôi cầu xin anh, anh giúp cho tôi một lần, chỉ giúp tôi một lần cuối cùng này thôi. Trương Dương nghe gã nói rất đáng thương, nghĩ lại trước kia đã từng làm việc cùng nhau, trước đó Giang Lạc cũng rất nghe lời. Trương Dương nói, được vậy, tôi đi nói xem thế nào, có điều cậu đừng hy vọng nhiều quá. Giang là cảm ơn lia lia. Từ lúc Trương Dương đến Nam Thích, biệt thự gỗ Nam Hồ cứ để không ở đó, Hồ Nhân Như vì công việc gần đây cũng không về Giang Thành, có điều cô đã thuê người quét dọn, Mỗi tuần đến dọn dẹp một lần, vì vậy biệt thự rất gọn gàng sạch sẽ. Trương Dương về đến biệt thự tắm, nghỉ ngơi một lúc rồi đến Nam Hồ nông gia thái. Khi Trương Dương đến nông gia thái, cục trưởng công an Vinh Bằng Phi đã đến đó rồi, người đến cùng với gã còn có Khương Lượng, nghe nói Trương Dương đến, vì vậy Vinh Bằng Phi đã gọi cả Khương Lượng đến, Khương Lượng là người thân thiết của gã, thời gian trước, Trương Dương muốn mang Khương Lượng đến Nam Tích đảm nhận phó cục trưởng cục công an, để thay cho vị trí của Mạnh Doãn Thanh. Vinh Bằng Phi rất cảm thấy tiếc, nhưng Khương Lượng vì quan hệ của mình với Trương Dương đã quyết định đi, không ngờ đến lúc sắp xếp xong. Trên tỉnh lại có quyết định để Triệu Quốc Cường đi Nam Tích, Khương Lượng cũng không đi được, Trương Dương rất thất vọng, nhưng Vinh Bằng Phi lại rất vui vẻ, gã không muốn để một trợ thủ tốt như vậy rời đi. Khương Lượng đang ở bên trong gọi món, Vinh Bằng Phi cười hà hà đến bắt tay Trương Dương nói, Trương Dương, nghe nói rằng cậu làm việc ở Nam Tích rất tốt, sắp sửa làm cho cảnh sát Nam Tích thất nghiệp rồi. Trương Dương biết rằng gã đang nói về vụ án bắt cóc con gái của cung kỳ vĩ, liền cười đau khổ nói, việc lành đồn xa việc xấu đồn càng xa, tôi sắp trở thành tình địch chung của hệ thống công an rồi. Vinh Bằng Phi cười ha ha nói, là một nhân viên của công an, tôi hy vọng rằng những người nhiệt tình như cậu càng ngày càng nhiều hơn, chỉ cần có thể giữ gìn trật tự trị an xã hội, giảm tội phạm, công an chúng tôi có thất nghiệp cũng chẳng sao cả. Trương Dương nói, đáng tiếc, không phải ai trong hệ thống công an cũng nghĩ được như Vinh Cục Anh, Vinh Bằng Phu kéo tay hắn vào trong. Ông chủ ở đây cũng rất quen thuộc với Trương Dương, thấy hắn đến bèn vui vẻ nói, chủ nhiệm Trương đó à, lâu lắm rồi anh không đến đây. Trương Dương cười nói, vậy thì hãy lấy tài nghệ tốt nhất của anh ra. Được thôi. Sau khi Khương Lượng gọi món xong cũng vào trong phòng, Trương Dương nhìn thời gian đã là 7 giờ 15 phút, hắn thấp giọng nói, bí thư đỗ vẫn chưa đến cơ à. Vinh Bằng Phi nói, anh ấy là bí thư thị ủy, trăm công nghìn việc, chứ không như chúng ta. Trương Dương nói, bí thư thị ủy thì cũng phải đúng hẹn chứ, đã quá giờ hẹn đến 15 phút rồi. Hắn vừa nói xong, thì Đỗ Thiên Giã đã đẩy cửa đi vào, gã mặc một chiếc áo khoác màu đen, đeo kính dâm, vừa bước vào đã cười nói, ở ngoài cửa tôi đã thấy tai mình ngứa ngứa rồi, có phải ai đó đang nói xấu đằng sau lưng tôi không? Vinh Bằng Phi quay ra nhìn Trương Dương, rồi cười cùng lúc, Vinh Bằng Phi nói, bí thư đỗ liệu sự như thần đỗ thiên đã lường trương dương rồi nói nhất định là cậu cảm thấy giờ mình giỏi lắm rồi không bị tôi quản thúc nữa phải không trương dương nói không dám không dám với tốc độ thăng quan của bí thư đỗ tôi làm sao nhảy khỏi bàn tay của anh được vì tương lai của tôi tôi có nói xấu ai tôi cũng không dám nói xấu anh chứ khương lượng vừa mở rượu vừa nói bí thư đỗ tôi có thể làm chứng chúng tôi đều nói công việc của anh rất bận rộn chứ không nói một câu nào xấu về anh cả Đỗ Thiên giã thở dài nói, thật là không thể hết được việc phiền phức, vừa mới yên lành được mấy ngày, giờ đây cậu Giang Lạc kia lại gây cho tôi một việc. Cậu nói xem, làm sao một thư ký như cậu ta lại to gan vậy chứ, dám ăn hối lộ đằng sau lưng tôi, Trương Dương, tiểu tử này là do cậu giới thiệu cho tôi đấy. Trương Dương cười nói, người chứ có phải là thánh đâu, người mà không phạm sai lầm thì làm sao mà biết được cái gì là đúng cái gì là sai chứ. Giang Lạc cũng chẳng nhận nhiều tiền, với những đồng chí trẻ tuổi Thê Sơn A Phi cần phải có thái độ giáo dục phê bình là chính, không thể một gậy đánh chết chứ. Đỗ Thiên Giã lắc đầu nói, cậu đừng nói đỡ lời cho cậu ta, chẳng có ích lợi gì đâu, ai nói gì cũng vậy thôi. Tôi đã cho cậu ta cơ hội rồi, bảo cậu ta về phòng văn kiện để làm việc, không khai trừ cậu ta là đã nể tình lắm rồi. Trương Dương nghe Đỗ Thiên Giã nói vậy, cũng biết rằng lần này Giang Lạc không thể thoát nổi, trước mặt Vinh Bằng Phi và Khương Lượng cũng không tiện nói nhiều. Đỗ Thiên Giã nhấc cốc rượu lên nói, nào, chúng ta hoan nghênh chủ nhiệm Trương trở về nhà. Hai từ về nhà làm cho Trương Dương cảm thấy ấm cúng, nhìn những gương mặt quen thuộc này, Trương Dương đột nhiên cảm thấy một cảm giác sai lầm, dường như hắn chưa từng rời khỏi đây vậy, hắn cầm cốc rượu lên uống hết một hơi rồi nói cảm giác trở về nhà thật là tốt. Sau khi Đỗ Thiên Giã nhận được điện thoại của Trương Dương biết rằng lần này Trương Dương về là có chuyện, sau khi uống mấy cốc rượu, liền hỏi cuối năm là lúc công việc bận rộn nhất, Lúc này mà cậu chạy về đây, có phải là có việc gì không? Vì đều là người mình, nên Trương Dương cũng không cần phải giấu giếm, hắn thấp giọng nói, "Lần này tôi về là muốn điều tra rõ ràng một chuyện, cần các anh giúp đỡ tôi." Vinh Bằng Phi nói, "Nói ra nghe xem, chỉ cần là việc chúng tôi có thể giúp, nhất định sẽ cố gắng hết sức." Trương Dương nói, "Con gái của phó thị trưởng Nam Tích Cung Kỳ Vĩ mấy ngày trước bị bắt cóc, tôi nghĩ việc này mọi người đều biết cả rồi." Mấy người đều gật đầu việc này gần như tất cả người trong thể chế đều bị chấn động, thậm chí hệ thống công an còn thảo luận nội bộ về chuyện này, Vinh Bằng Phi nói chẳng phải vụ án đó đã được phá rồi sao. Trương Dương nói, trước mắt nghi phạm lớn nhất là Phạm Tư Kỳ. Đỗ Thiên Giã thấp giọng nói, cậu nói đến chủ tịch tập đoàn tinh nguyệt Phạm Tư Kỳ. Trương Dương nói, chính là cô ấy, theo chứng cứ bên cảnh sát Nam Tích nắm được, thì hình như cô ấy là nghi phạm lớn nhất, rất nhiều chứng cứ đều không có lợi cho cô ấy vinh bằng phi cười nói tôi nói không sai tiểu tử nhà cậu quả nhiên muốn cướp bát cơm của công an cảnh sát chúng tôi trương dương nói tôi không phải muốn cướp bát cơm của các anh mà tôi cảm thấy việc này rất kỳ lạ với thân phận địa vị của phạm tư kỳ cô ấy không cần phải làm như vậy vinh bằng phi nói phạm tội đều cần có động cơ cả có lẽ cung kỳ vĩ thật sự đã làm phạm tư kỳ tức giận thì sao trương dương nói nếu nói rằng phạm tư kỳ là kẻ bắt cóc nhưng cô ấy có được lợi gì từ vụ bắt cóc này chứ để lại nhiều chứng cứ vậy, nhưng chỉ cần nghĩ cho kỹ thì những chứng cứ này đều là cố ý để lại cả, mục đích tồn tại của nó là để chứng minh Phạm Tư Kỳ có tội. Tôi nghi ngờ rằng Phạm Tư Kỳ mới là mục tiêu nhắm đến của việc này, có người muốn hại cô ấy. Khương Lượng ngắt lời, ai mà lại bỏ nhiều công sức để hại một người, nếu nói thật sự có người như thế này thì tại sao hắn ta lại hận Phạm Tư Kỳ như vậy? Trương Dương nói, tôi cứ luôn cảm thấy việc này rất có khả năng liên quan đến Hứa Gia Dũng. Nghe đến cái tên Hứa Gia Dũng, Vinh Bằng Phi trao trao mày, ân thù giữa Trương Dương và Hứa Gia Dũng gã cũng ít nhiều biết đến, Vinh Bằng Phi nói, Hứa Gia Dũng đã chết, ai làm những chuyện này vì anh ta chứ? Trương Dương nói, Vinh Cục, anh còn nhớ Đồng Đắc Trí không? Vinh Bằng Phi hơi ngớ người, Đồng Đắc Trí, ông ấy có liên quan đến việc này sao? Gã đương nhiên biết Đồng Đắc Trí đã mất nhiều năm, không thể nào cũng không nên có quan hệ gì với việc này. Trương Dương lấy ra bức ảnh chụp chung giữa Đồng Đắc Trí và Vương Quân Giao, đưa cho Vinh Bằng Phi, Vinh Bằng Phi xem một chút, rồi lại đưa cho Khương Lượng, Khương Lượng nói, bức ảnh này chẳng phải là bức anh lưu ngũ nộp ra sao. Trương Dương gật đầu nói, tôi nhờ bạn tôi đã xử lý tấm ảnh này trên máy tính, và đã về cơ bản xác minh được thân phận của người phụ nữ này. Ai, Vinh Bằng Phi và Khương Lượng cùng hỏi. Trương Dương chậm chậm uống một hớp rượu rồi nói, Vương Quân Giao cũng chính là header phu nhân mà mọi người quen thuộc. Vinh Bằng Phi nói, dù là chụp được một tấm giữa bà ta và Đồng Đắc Trí cũng có nói được gì đâu. Đồng Đắc Trí phạm tội, thì có thể chứng minh được bà ấy đồng mưu sao. Trương Dương nói, tôi đã nhìn thấy một bức ảnh ở nhà của Tô Viện Viện. Đỗ Thiên Giã vốn không chú ý gì đến việc này, nhưng nghe Trương Dương nhắc đến tên của Tô Viện Viện, ngay lập tức chú ý liền, gã thấp giọng nói, ảnh gì, Trương Dương nói, hình như bức ảnh đó được chụp vào những năm 60, trên đó có một vài người tôi quen, có mẹ của Tô Viện Viện là Thẩm Tính Hiền, có Vương Quân Giao, còn có cả tỉnh trưởng tiền nhiệm của chúng ta, hứa thường Đức. Mấy người đều trở nên yên lặng, họ đều không biết mấy người này có liên hệ với nhau, Vinh Bằng Phi nói tấm ảnh đó còn không. Trương Dương nói, có lẽ nó vẫn đang ở trong nhà của Tô Viện Viện, lần này tôi đến là để tìm cô ấy để lấy bức ảnh đó, tiện thể điều tra xem giữa họ rốt cuộc có mối quan hệ gì. Đỗ Thiên Giã không hiểu nói, sao đột nhiên cậu lại quan tâm đến những chuyện này vậy? Trương Dương nói, vì tôi rất hiếu kỳ, đương nhiên chẳng ai tin được lý do này cả, chỉ vì lòng hiếu kỳ mà hắn lại chạy về gian thành tức tốc thế này. Điều thật sự làm Trương Dương suy nghĩ là sự việc của Phạm Tư Kỳ, hắn luôn cảm thấy rằng đây là hành động báo thù nhầm vào Phạm Tư Kỳ, hắn cần phải tìm ra nguyên nhân thật sự ẩn giấu đằng sau đó. Vinh Bằng Phi nói, tôi có thể tra lại những tư liệu trước kia, tư liệu của thị trưởng hứa không hề khó tìm. Trương Dương nói, theo bức ảnh đó, có lẽ họ từng là bạn của nhau. Khương Lượng nói, dù là vậy, nhưng cũng chẳng chứng minh được điều gì. Trương Dương nói, tôi luôn cảm thấy rằng nam nữ ở cùng nhau không thể đơn thuần được, có lẽ giữa họ tồn tại vấn đề gì đó. Đỗ Thiên giã mắng, cậu tưởng rằng ai cũng như cậu, lúc nào cũng có những tư tưởng lệch lạc mấy người đều cười rộ lên. Buổi tối hôm đó họ uống không nhiều, khi rời khỏi quán cơm, Đỗ Thiên Giã bảo Trương Dương đi về ở cùng với gã, Trương Dương cũng không từ chối, lái chiếc pika của hắn đến khu nhà của Đỗ Thiên Giã. Từ trước đến giờ Đỗ Thiên Giã đều ở một mình, mặc dù gã và cha ruột là Trần Sùng Sơn đã nhận nhau, nhưng Trần Sùng Sơn không muốn công khai mối quan hệ này, ông ta sợ rằng tạo thành ảnh hưởng không tốt cho Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã cứ cách một thời gian lại về núi Thanh Đài thăm ông ta một lần, Trương Dương bước vào ngôi nhà của Đỗ Thiên Giã, đầu tiên hắn đã bị hấp dẫn bởi một bức tranh chữ treo lơ lửng trong phòng khách, trên đó là bốn chữ quang minh chính đại, bút pháp rất điêu luyện và rất phóng khoáng, vừa nhìn là đã biết đó là nét bút của Trần Sùng Sơn, Trương Dương khen thư tháp của bác Trần ngày càng điêu luyện rồi. Đỗ Thiên Giã mỉm cười nói, ông viết bốn chữ này là muốn tôi làm quan cho công chính đàng hoàng, làm người phải đường đường chính chính. Trương Dương cười nói, bốn chữ này nên treo trong phòng làm việc của anh mới phải, sau đó hai bên cho đứng thêm mấy vị nha môn, nhất định trông sẽ rất khí thế. Đỗ Thiên Giã biết rằng hắn đang chửi khéo mình, giơ chân đá một nhát vào mông của Trương Dương nói, tiểu tử nhà cậu muốn ăn đấm có phải không? Ánh mắt của Trương Dương vẫn không rời khỏi bức họa, thật là đẹp. Có thời gian tôi cũng sẽ về núi Thanh Đài một chuyến, tìm bác Trần xin một bước thế này. Đỗ Thiên Giã nói, cha tôi đã nói rồi, thư pháp của cậu nhất định là tuyệt đỉnh trong giới trẻ. Trương Dương cười nói, muốn giỏi thì phải luyện nhiều, giờ đây tôi luôn đặt tâm trí trên quan trường, thư pháp kém hơn trước rất nhiều rồi, không đọ được với nét bút của bác Trần đâu. Đỗ Thiên Giã lấy một chai rượu trong tủ lạnh ra. Trương Dương nói, anh làm gì vậy? Vẫn còn muốn uống nữa à? Đỗ Thiên Giã cười nói, lâu lắm rồi anh em ta không gặp nhau, đương nhiên phải uống cho thỏa rồi trương dương nói tôi còn tưởng anh gọi tôi đến đây để ngủ cùng anh chứ hóa ra là đến đây chỉ để uống cùng à đỗ thiên giã cười mắng nói năng kiểu gì thế cậu nghĩ mình còn làm gì cùng được nữa trương dương nói anh cũng phải cẩn thận đấy bằng này tuổi rồi con gái chưa chồng bị người ta nói ra nói vào đàn ông chưa vợ cũng sẽ bị nói đấy đỗ thiên giã cười ha ha nói kệ họ nói gì thì nói tôi chẳng sợ cuộc sống của người đàn ông độc thân rất đơn giản Đỗ Thiên Giã lấy từ trong tủ lạnh ra thịt gà và thịt bò khô, rồi lại làm một đĩa đậu phộng, bóc mấy quả trứng chim cút. Hai người liền ngồi trên bàn ăn uống rượu với nhau, họ đều là người thích rượu, uống rượu không phải là mục đích, nhưng khi đàn ông nói chuyện với đàn ông, nếu như không có rượu, thì cứ cảm thấy thiếu điều gì đó. Đỗ Thiên Giã nói, tiểu tử Giang Lạc kia cũng thật khốn kiếp, lại gọi điện cho cậu để xin sỏ, cậu ta không hề nhận thức được lỗi lầm của mình. Trương Dương nói, xã hội bây giờ ngày một thay đổi, lòng người thay đổi, tiền bạc, vật chất, mỹ sắc đều là những thứ rất thu hút. Đỗ Thiên Giã nói, người ta tố cáo cậu ta nhận hối lộ, còn nhận hối lộ tình dục của người khác nữa, cậu nói thử xem, một anh thư ký làm sao lại to gan lớn mật vậy. Đỗ Thiên Giã nghĩ đến lại cảm thấy tức giận, đập mạnh bàn. Trương Dương cười nói, được rồi, anh phạt thế nào thì phạt, có điều cần phải để cậu ta nhận thức được sự sai lầm của mình, công bằng mà nói. Giang Lạc vẫn rất có năng lực, anh đánh một đòn chết hẳn thì về sau cậu ta không còn cơ hội nữa rồi. Đỗ Thiên Giã không hề nghĩ đánh chết luôn Giang Lạc, gã thở dài một hơi rồi nói, để cậu ta tự kiểm điểm đi đã, còn trẻ như thế này, có lẽ vẫn có cơ hội. Từ lời của Đỗ Thiên Giã Trương Dương vẫn cảm thấy sự tiếc nuối, dù sao thì Giang Lạc cũng theo Đỗ Thiên Giã lâu như vậy, Đỗ Thiên Giã cũng đã công nhận về năng lực của Giang Lạc, có điều lần này Giang Lạc sai lầm quá lớn, nếu không giáo huấn một cách nghiêm khắc thì về sau không thể nào nói được người khác đỗ thiên giã nói giờ đây không còn người nào khác nữa cậu nói với tôi xem rốt cuộc cậu nghi ngờ điều gì trương dương nói trước mắt phạm tư kỳ đang bị tạm giam cô ấy là nghi phạm lớn nhất trong vụ án bắt có cung nhã hình nếu như không tìm thấy chứng cứ có sức thuyết phục cô ấy có lẽ rất khó để thoát tội đỗ thiên giã nói phán đoán vấn đề không chỉ căn cứ vào sở thích của bản thân mặc dù tôi không phải là cảnh sát nhưng tôi cũng biết rằng pháp luật không thể có gì lớn hơn bằng chứng trương dương nói tôi tin rằng trực giác của mình là đúng phạm tư kỳ không thể làm việc này được nhất định có người đang hãm hại cô ấy đỗ thiên giã nói cậu nghi ngờ ai vương quân giao đỗ thiên giã cười nói tôi cảm thấy bà ấy là một thương nhân yêu nước mà gần đây bà ấy đầu tư rất nhiều vào giang thành còn quyên góp cho mấy trường tiểu học nữa rất nhiệt tình với các công tác từ thiện người như thế này chẳng lẽ lại âm mưu quỷ quyệt vậy sao Trương Dương nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, càng là người âm mưu xảo quyệt, thì càng thích ẩn giấu bản thân mình, anh biết cái gì gọi là ngụy thiện không? Đỗ Thiên Giã nói, không có chứng cứ thì tốt nhất là đừng nói bừa. Trương Dương nói, việc của hứa thường Đức có lẽ anh cũng biết rõ, lúc đó anh ở chung kỷ ủy, nếu không phải do ông ta đột ngột lên cơn đau tim, thì cũng sẽ phải ngồi tù mọt gông. Đỗ Thiên Giã không phủ nhận điểm này, gã thấp giọng nói, sự việc đã trôi qua lâu như vậy rồi, cậu không nhắc lại, tôi cũng quên mất rồi. Trương Dương nói, tôi không quên, hứa ra Dũng luôn coi tôi là kẻ thù giết cha anh ta, anh ta muốn tìm mọi cách để báo thù tôi, báo thù những người bên cạnh tôi, suýt nữa thì con hại chết cả kiều mộng viện. Đỗ Thiên Giã nói, nhưng anh ta đã chết rồi, sự tình có lẽ đã kết thúc. Trương Dương nói, không biết tại sao, nhưng tôi luôn cảm giác việc này chưa hề kết thúc đỗ thiên giã ghi giọng nói cậu nghi ngờ có người đang báo thù cho hứa gia dũng sao trương dương nói tôi hơi nghi ngờ nhưng dù là có người báo thù cho anh ta thì có lẽ cũng nên nhằm vào tôi đỗ thiên giã nói cậu nghi ngờ vương quân giao trương dương nói hơi một chút hôm phạm tư kỳ xảy ra chuyện đã gặp mặt bà ấy bà ấy còn nhắc đến hứa gia dũng lời lẽ mang nặng tình cảm với hứa gia dũng đỗ thiên giã nói theo những gì tôi biết thì khi hứa ra dũng đi du học đã nhận được sự chăm sóc của bà ấy, có tình cảm cũng là điều khó tránh khỏi. Trương Dương nói, tôi luôn cảm thấy bên trong việc này có quá nhiều mối hiểm nghi, nhưng lại không hiểu tại sao, anh có nhớ lần đó anh bảo tôi đi đến nhà Tô Tiểu Hồng, chữa bệnh cho mẹ cô ấy không? Đỗ Thiên Giã gật đầu nói, tôi còn nhớ. Trương Dương nói, tôi đã nhìn thấy một bức ảnh đen trắng trong phòng khác nhà cô ấy, có lẽ là chụp vào lúc về quên, ở trong đó rất nhiều người, Thẩm Tĩnh Hiền và Vương Quân Giao đứng cạnh nhau, họ rất thân mật, đằng sau còn có Hứa Thường Đức, tôi tin rằng tôi không nhận nhầm, nhưng khi tôi hỏi Thẩm Tĩnh Hiền có quen Hứa Thường Đức không, thì thái độ của bà ấy rất lạnh nhạt, và lại nói rằng không quen. Anh nói xem, việc này có phải hơi kỳ lạ không? Đỗ Thiên Giã nói, đúng thật là hơi kỳ lạ, nếu như cậu không nhận lầm, thì có lẽ Hứa Thường Đức và mẹ của Tô Viện Viện quen nhau. Trương Dương nói, nhất định họ quen nhau. Đỗ Thiên Dã nói, lần này cậu quay về là muốn điều tra việc của hứa thường đức từ thẩm tính hiền và cả quá khứ của vương quân giao trương dương gật đầu nói có điều tôi đi điều tra không thích hợp đỗ thiên giã ngay lập tức hiểu ý hắn lắc đầu nói cậu đừng nghĩ đến tôi tôi không giúp được đâu trương dương nói bí thư đỗ đây là điều sai lầm của anh rồi anh cảm thấy tôi viện viện đối tốt với anh hay là với tôi câu này làm cho đỗ thiên giã không thể trả lời lúc đầu tô viện viện suýt nữa thì đã để cho cha ruột của gã vào tù, mặc dù gã không vì vậy mà hận tô viện viện, nhưng quan hệ giữa họ không thể nào như trước được nữa. Ngoài lần bảo Trương Dương đến giúp mẹ của Tô Viện Viện chữa bệnh, gã và Tô Viện Viện không còn liên hệ gì nữa. chương 618, tình thân. Mặt Trương Dương nở nụ cười gian ta, việc này vẫn phải anh đích thân xuất mã mới được. Đỗ Thiên giã nói, tiểu tử hay lắm, trước khi cậu đến Giang Thành đã tính toán xong cả rồi, muốn để tôi điều tra giúp cậu việc này có phải không trương dương nói tôi có thể nhận ra tôi viện viện nhất định đối tốt với anh hơn tôi nếu như tôi đi hỏi cô ấy cô ấy nhất định sẽ không giúp tôi nhưng nếu anh mở miệng tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ đồng ý làm một chút gì đó cho anh đỗ thiên giã trao mày nói nhưng tôi đột ngột đi tìm cô ấy có phải hơi mạo muội không trương dương nói cứ coi như bạn bè hỏi thăm nhau là được rồi đỗ thiên giã thấp giọng nói thế này đi tôi dành chút thời gian liên hệ với cô ấy. Trương Dương nói, đại ca à, việc này không thể kéo dài nữa đâu, nhất định phải liên hệ sớm, tôi không thể ở Giang Thành lâu được, ngày mai tôi sẽ về Xuân Dương xem thế nào, ngày kia trở về, anh nhất định phải làm việc chuẩn xác cho tôi đấy. Đỗ Thiên giã trừng mắt với hắn rồi nói, muốn ép tôi à? Sự việc đâu có dễ dàng như cậu nghĩ vậy. Trương Dương nói, dù là có khó hay không, việc này huynh đệ đã nhờ anh rồi. Trương Dương đã mở lời, thì Đỗ Thiên Giá thật sự không tiện từ chối, hơn nữa, đến tìm Tô Viện Viện hỏi thăm tình hình, cũng chẳng phải là một việc gì đi ngược lại với nguyên tắc, gã cuối cùng cũng đồng ý. Tô Viện Viện không ngờ Đỗ Thiên Giá lại chủ động gọi điện cho mình, nhìn thấy số của Đỗ Thiên Giá trên máy điện thoại, cô do dự một chút, rồi vẫn gọi lại cho gã. Bí thư Đỗ, tìm tôi có việc gì sao? Ngữ khí của Tô Viện Viện vừa lịch sự vừa kính trọng. Cô ấy luôn luôn cảm thấy rất có lỗi với Đỗ Thiên Giả, mặc dù lời nói dối của cô ấy không tạo thành hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng cô ấy đã phụ đi lòng tin của Đỗ Thiên Giả với mình, khi gã cần sự giúp đỡ nhất, cô ta lại phản lại gã, điều này làm cho Tô Viện Viện không thể ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiên Giả, cũng không dám đối mặt với Đỗ Thiên Giả. Cô vốn tưởng rằng Đỗ Thiên Giả sẽ vì vậy mà căm hận cô, nhưng sau này những sự việc xảy ra đã chứng minh rằng, Đỗ Thiên Giả là một người rất rộng lượng, gã không vì chuyện đó mà trách cô không những vậy mà còn tìm bác sĩ đến chữa bệnh cho mẹ cô. Bệnh tình của mẹ cô gần đây đã ổn định, tình trạng sức khỏe cũng tốt dần lên, tô viện viện tưởng rằng là do vô tử lương giúp đỡ, nhưng không hề biết rằng, người đưa ra phương thuốc thật sự là Trương Dương, vô tử lương chỉ là người hắn mời đi để làm thế thân mà thôi. Đỗ Thiên giã nói, có chút việc, cô có thời gian không, tôi muốn nói chuyện với cô. Tô viện viện cắn môi, cô suy nghĩ một lúc, rồi mới nói, bí thư đỗ, anh nói địa điểm thời gian đi. Đỗ Thiên Giã nói, quán trà phi lô ở phòng chiêu đãi một đi. Tô Viện Viện không nói gì, quán trà phi lô là một trong những bộ phận của phòng chiêu đãi một. Lúc đầu Tô Viện Viện làm việc ở phòng chiêu đãi một chính phủ thành phố, ở đó có không ít người quen của cô. Đỗ Thiên Giã nhận thấy điều gì đó khác thường trong phản ứng của Tô Viện Viện, thấp giọng nói, hay là, cô chọn địa điểm đi. Tô Viện Viện nói, quán trà Nam Hồ nhé, cách không xa với chỗ làm của anh, mà cũng yên tĩnh. Đỗ Thiên Giã nói, được, một tiếng sau, tôi sẽ đợi cô ở đó. Tô viện viện không thể để Đỗ Thiên Giã đợi cô, sau khi đặt điện thoại xuống, ngay lập tức liền khởi hành, tới quán trà đã hẹn, cô chọn một phòng riêng, cô nghĩ tới thân phận bí thư thị ủy của Đỗ Thiên Giã, nếu như người khác nhìn thấy gã và cô cùng nhau, sợ rằng sẽ dẫn đến không ít phiền toái. Tô viện viện ngồi ở trước bàn, nhìn ra ngoài qua cửa kính, cô cảm thấy tim mình đập thật mạnh, nhìn đồng hồ treo trên tường, hai tay cô đan vào nhau đặt lên ngực, cô hơi căng thẳng, cô rất rõ rằng, sự căng thẳng của mình không phải vì Đỗ Thiên Giã là bí thư thị ủy, mà là vì chính con người gã. Đỗ Thiên Giã đến rất đúng giờ, tới nơi hẹn không sớm không muộn một phút nào, Tô Viện Viện thấy gã bước vào quán trà, liền ra đón, Đỗ Thiên Giã đeo một chiếc kính đen, nhìn cô cười, rồi đi vào phòng cùng với cô không nói lời nào. Tô Viện Viện gọi một ấm thiết quan âm, trà được pha ngay tại đó, cô bảo người phục vụ rời đi, đích thân thực hiện việc pha trà, trước kia cô đã từng học về trà đạo, lúc đầu khi cô còn ở phòng chiêu đãi một, tất cả phẩm chất của cô đều rất tốt, cô là người phục vụ minh tinh số 1 ở đó, chính vì vậy, Đỗ Thiên Giã khi mới đến Giang Thành, mới bảo cô đảm nhận chức trách chăm sóc Đỗ Thiên Giã, Tô Viện Viện nghĩ đến, nếu như lúc đầu không xảy ra việc ở núi Thanh Sơn, nếu như cô không bán đứng Đỗ Thiên Giã, thì có lẽ cô vẫn làm việc ở đó. Nhưng giờ đây tất cả đều đã thay đổi, thời gian không thể quay lại, quan hệ giữa cô và Đỗ Thiên Giã đã không thể quay trở lại những ngày tháng trước đó. Đỗ Thiên Giã yên lặng nhìn tài nghệ của Tô Viện Viện, nhẹ nhàng hỏi, gần đây bác gái đã đỡ hơn chút nào chưa? Tô Viện Viện gật đầu nói, đỡ hơn nhiều rồi, may mà có tiến sĩ vu cho thuốc, tình trạng sức khỏe của bà đã có chuyển biến tốt. Đỗ Thiên Giã mỉm cười nói, vậy thì tốt, với chuyện lúc đầu Tô Viện Viện bán đứng gã, Đỗ Thiên Giã luôn cảm thấy rất thắc mắc, tại sao Tô Viện Viện lại bán đứng gã, mặc dù sự việc đã qua lâu rồi, nhưng Đỗ Thiên Giã vẫn không tiện nhắc lại, gã không muốn Tô Viện Viện khó xử, Đỗ Thiên Giã nói, gần đây cô đang bận gì. Tô Viện Viện nói, anh tôi được thả ra rồi, anh ấy đã mở một cửa hàng bán xe máy, tôi đang giúp đỡ ở cửa hàng đó. Đỗ Thiên Giã nói, việc làm ăn tốt chứ. Tô Viện Viện nói, cũng được, gần đây rất nhiều người mua xe. Cô nhấm một ngụm trà rồi thấp giọng nói, bí thư đỗ tìm tôi có việc gì vậy? Đỗ Thiên Giã cười nói, không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn hỏi thăm tình hình gần đây của cô. Trong lòng Tô Viện Viện cảm thấy vô cùng áy ái, ái, sau khi xảy ra chuyện ấy, Đỗ Thiên Giã vẫn quan tâm đến cô, càng như vậy, cô càng cảm thấy buồn, cô ngước đầu, muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Đỗ Thiên Giã cũng đang định nói, hai người ngay lập tức ngừng lại, Tô Viện Viện nói, bí thư Đỗ nói trước đi. Đỗ Thiên Giã cười nói, cô nói trước đi. Tô Viện Viện nói, tôi luôn muốn nói một lời xin lỗi với anh. Cô cố gắng nói ra câu này. Đỗ Thiên Giã lắc đầu nói, sự việc đã qua, những việc không vui, chúng ta đừng nhắc đến nữa. Tôi tin rằng một người đã trưởng thành khi làm bất cứ việc gì cũng có lý do nhất định. Tiểu Tô, quên quá khứ đi, tôi tin rằng cô nhất định có nỗi khổ của riêng mình. Tô Viện Viện nghe Đỗ Thiên Giã nói mấy câu này gần như muốn khóc. Cô cố gắng ngăn dòng nước mắt nói, tôi, tôi không nên nói dối. Đỗ Thiên Giá cười nói, tôi đã nói rồi, đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa, đúng rồi, tôi tìm cô đúng là có việc muốn nhờ thật. Gã thấy tô viện viện xúc động, người như Đỗ Thiên Giá cũng không muốn nhìn thấy phụ nữ khóc, vội vàng chuyển chủ đề. Tô viện viện cũng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, xấu hổ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thấp giọng nói, bí thư Đỗ nói đi. Đỗ Thiên Giá nói, mẹ của cô có phải là đã cùng với thị trường tiền nhiệm của Bình Hải là hứa thường đức về quê không? Tô viện viên ngớ người, cô cắn môi nói, bí thư đỗ, tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Đỗ thiên giá mỉm cười nói. Đỗ thiên giá cười nói, là thế này, tôi có một người chú gần đây đến Giang Thành, trước đó ông ấy từng cùng đại đội với tỉnh trưởng hứa, nhắc đến một số việc của người xưa. Tô viện viện ngạc nhiên nói, ông ấy nhắc đến mẹ tôi ư. Đỗ thiên giá đương nhiên không nói sự thật ra, gã gật đầu nói, mẹ của cô có phải tên là Thẩm Tĩnh Hiền không? Đúng rồi, ông còn nhắc đến một cái tên là Vương Quân Giao, lúc đó họ đều về quê cùng nhau, ông ấy muốn gặp lại những người trước kia, nên bảo tôi đi hỏi dùm. Tô Viện Viện nói, mẹ tôi rất ít khi nhắc lại chuyện cũ, tôi không biết gì về vấn đề này, bí thư đỗ, hay là anh cho tôi tên và phương thức liên lạc của vị tiên sinh ấy, tôi sẽ về nói với mẹ tôi một tiếng. Đỗ Thiên Giã nói, ông ấy tên là Khưu Đức Sán, cô về nói với mẹ một tiếng nhé, nếu như mẹ cô đồng ý gặp mặt ông ấy, thì cô gọi điện luôn cho tôi. Tô viện viện gật đầu, cô ấy không hề nghi ngờ gì hết. Đỗ Thiên Giã có rất nhiều chuyện phải làm, sau khi nói chuyện xong với tô viện viện liền đứng dậy cáo từ, khi sắp đi, dành trả tiền trà. Tô viện viện rất xem trọng việc Đỗ Thiên Giã nhờ mình, sau khi rời khỏi quán trà, trực tiếp về nhà, mẹ của cô là Thẩm Tĩnh Hiền đang ngồi tắm nắng trong vườn, mỗi ngày bà đều dành phần lớn thời gian để tắm nắng thế này, thấy con gái về nhà, Thẩm Tĩnh Hiền hiếu kỳ nói: "Viện Viện, sao con về sớm vậy?" Tô Viện Viện nói: "Mẹ à, anh con ở tiệm rồi, gần đây buôn bán không đắt hàng lắm, không cần phải ở cả lại trong tiệm." Cô bước đến đẩy xe lăn nói: "Thay đổi thời tiết rồi, mẹ về phòng đi." Thẩm Tĩnh Hiền cười gật đầu, cô con gái này thật hiếu thuận. Về trong phòng, Tô Viện Viện rót cho mẹ một cốc trà nóng, rồi nói: "Mẹ, hôm nay con gặp được một người." Thẩm Tĩnh Hiền cười nói: "Con ngốc." có ngày nào mà con không gặp người chứ? Tô viện viện nói, lần này thì không giống, người này con gặp có nhắc đến mẹ. Thẩm tĩnh hiền hơi ngứa người, nhẹ nhàng nói, sao lại thế được, hơn 10 năm nay mẹ đâu có qua lại với bên ngoài đâu, người quen cũng chỉ có mấy người hàng xóm, làm sao có người còn nhớ mẹ chứ? Tô viện viện nói, ông ấy không những nhắc đến mẹ, mà còn nhắc đến cả thị trường tiền nhiệm của Bình Hải là hứa thường đức, còn nói đến một người tên là gì ấy nhỉ? Cái gì mà, Tô viện viện giả vờ khổ não, nhưng ánh mắt cô lại đang quan sát thái độ của mẹ, cô nhìn thấy sắc mặt của mẹ đã thay đổi, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Thẩm tĩnh hiền nói, ông ấy còn nói gì? Tô viện viện nói, ông ấy còn nói một cái tên nữa, hình như là gì, à đúng rồi, là vương quân giao. Lòng Thẩm khánh hiền cảm thấy một cơn đau kịch liệt, bà thấp giọng nói, ông ta là ai? Người ông ta nói mẹ đều không quen, làm sao mà ông ta lại nhớ mẹ? Tô Viện viện nói, ông ấy là Khưu Đức Sán. Khưu Đức Sán, Thẩm Khánh Hiền thấp giọng nói lại cái tên này, ánh mắt rất khó tả, bà ấy khá xa lạ với cái tên này, bà có thể bảo đảm rằng mình chưa già đến độ hồ đồ, mỗi người của năm đó, mỗi cái tên bà đều nhớ rõ trong lòng. Tô Viện viện nói, đúng thế, ông ấy tên là Khưu Đức Sán, ông ấy nói cùng về đại đội với mẹ và mấy người nữa, cũng làm thanh niên tình nguyện. Thẩm Tĩnh Hiền lắc đầu nói, không có, chưa từng có. Mẹ chưa bao giờ quen người gì tên là Khưu Đức Sán cả, cũng không quen ai tên là Vương Quân Giao, hứa thường Đức thì mẹ quen, có điều người đó nhìn thấy trên TV, khi người ta còn sống là tỉnh trường, sao mẹ có thể quen ông ta được chứ? Chết rồi, có khi sẽ có cơ hội quen đấy, có điều điều này phải đợi sau khi mẹ chết đã. Thẩm tĩnh hiền nhìn con gái đầy nghi ngờ, viện viện, thật sự có người như vậy đến tìm con không? Tô viện viện gật đầu, cô cố gắng khống chế thái độ của mình, không để cho mẹ biết mình đang nói dối. Thẩm Tĩnh Hiền nói, con đang lừa mẹ. Con không có." Thẩm Tĩnh Hiền nói, "Đừng quên, con là con gái mẹ, nhất cử nhất động của con đều không lừa được mẹ, rốt cuộc là ai đến tìm con?" Tiếng của Thẩm Tĩnh Hiền đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Tô Viện Viện hơi sợ nói, "Mẹ, thật sự là không có, con đâu có lừa mẹ." Ánh mắt Thẩm Tĩnh Hiền dừng lại trên bức tường, trên bức tường đó còn có dấu vết của một hình vuông vức bà nghĩ đến bức ảnh đó, thấp giọng nói, viện viện, bức ảnh đó, con đã đốt đi chưa? Tô viện viện gật mạnh đầu nói, con đốt rồi, thật sự đốt rồi. Thẩm tính hiền thở dài nói, viện viện, chúng ta chỉ là những người bình thường, mẹ là một người phụ nữ của gia đình, mẹ còn chưa bước được ra khỏi giang thành, làm sao có thể quen những nhân vật lớn đó được. Tô viện viện yên lặng không nói gì, một lúc sau, cô cố gắng nói, mẹ, có một việc con luôn muốn hỏi mẹ, Tại sao, tại sao lúc đầu mẹ lại bảo con nói vậy? Thẩm Tĩnh Hiền lạnh lùng nhìn con gái, có phải con muốn mẹ chết không? Có phải trong lòng con, mẹ là một bà già ác độc, có phải con muốn mẹ chết đi không? Không đâu, Tô Viện Viện rơi lệ. Thẩm Tĩnh Hiền nhắm mắt lại nói, mẹ mệt rồi, thật sự mệt rồi, mẹ chỉ muốn bình an sống tiếp mấy năm, tận mắt nhìn thấy con gả chồng, gả cho một người tốt. Từ Lập Hoa không hề ngờ con trai đột ngột trở về. Trước đó Trương Dương đã nói, phải đến ngày 30 âm hắn mới về được. Từ Lập Hoa nhìn thấy con trai, xúc động đến độ không nói được gì, nắm tay Trương Dương, nước mắt lã chã rơi. Trương Dương thấy mẹ như vậy, đột nhiên cảm thấy áy náy, hắn chỉ để ý đến công việc, quên mất sự quan tâm với mẹ, hắn cười nói, "Mẹ à, mẹ khóc gì vậy? Con chẳng phải đã về rồi sao?" Từ Lập Hoa nói, "Mẹ đang vui, vui nên mới khóc." Trương Dương nói, "Vui thì phải cười mới đúng." cười một nụ cười là trẻ 10 năm, mẹ cười hai lần đi, đừng cười nhiều. Từ lập hoa không hiểu, tại sao không được cười nhiều. Trương Dương cười nói, cười hai lần là đã trẻ ra 20 tuổi rồi, trông đã giống chị của con rồi, nếu như cười thêm lần nữa, thì thành em con mất. Từ lập hoa mắng, tiểu tử chết tiệt, suốt ngày nói linh tinh thôi, mẹ là mẹ của con. Cha dượng của Trương Dương Triệu Thiết Sinh nghe thấy động tĩnh liền đi ra, Trương Dương ngày càng thành công trên sĩ đồ, triệu thiết sinh cũng ngày càng hòa nhã với hắn giờ đây giống như một người cha hiền hậu cười nói con trai ba về rồi đấy à ta đi mua ít thức ăn ngon từ lập hoa nói lão triệu để tôi đi hai cha con ông nói chuyện triệu thiết sinh biết rằng mình và trương dương chẳng có mấy tiếng nói chung trước khi trương dương phát đạt y chẳng mấy đối tốt với hai mẹ con trương dương giờ đây phải dùng hành động thực tế để chứng minh triệu thiết sinh nói tôi đi tôi quen với người bán hàng có thể mua được đồ ngon Trương Dương vui vẻ nói, giờ đây làm gì cũng phải dựa vào quan hệ cả. Triệu Thiết Sinh nói, lại chẳng phải vậy, làm gì mà không có người quen là không được. Nghi vừa ra đến cửa, Từ Lập Hoa lại dặn, ông gọi điện cho Tiểu Quân, Tiểu Vũ, bảo chúng nó tối về ăn cơm. Triệu Thiết Sinh gật đầu liên lẹ. Từ Lập Hoa thấy còn sớm, cũng không vội nấu cơm, kéo tay con trai vào phòng khách ngồi xuống, giờ đây điều kiện nhà họ đã cải thiện lên rất nhiều, tầng trên tầng dưới có tivi điện thoại toàn bộ đều đầy đủ cả, từ lập hoa rót cho con một cốc trà, cho vào đó chút mật ong, rồi cầm cho Trương Dương nói uống chút trà mật ong, mùa đông khô hanh, uống đi cho mát. Trương Dương nói, mẹ à, mẹ thật thương con, hay mẹ về Nam Tích cùng con cho rồi, ở bên cạnh con chăm sóc con cũng dễ hơn. Từ lập hoa nói, bây giờ vẫn chưa đi được, chị dâu cả của con có bầu rồi, tháng tư năm sau là sinh. Trương Dương nói, con nhớ hai người họ đều ở nhà mà, chuyển đi lúc nào vậy? Từ Lập Hoa nói, vợ của anh cả con hơi kén chọn, chú Triệu của con lại bố bá quen rồi, tháng trước cãi nhau một trận, tức giận nên đã chuyển ra ngoài. Mấy năm nay tiểu quân làm vận chuyển nên cũng có ít tiền. Trương Dương nói, chị dâu của con đối xử với mẹ thế nào? Từ Lập Hoa nói, cũng chẳng có gì đâu, nó đối với mẹ rất tốt, chỉ là hơi lười một chút. Người trẻ tuổi giờ đây đều như vậy cả. Trương Dương cười nói, nếu như bà ấy dám đối xử không tốt với mẹ con sẽ nói với anh cả, bảo anh ấy bỏ vợ. Từ lập hoa quay sang nhìn con trai rồi nói, đừng nói bậy, nó luôn rất kính trọng mẹ. Trương Dương nói, sao anh hai cũng không ở nhà nữa rồi. Từ lập hoa nói, như Văn Cường giờ đây đang đi phát triển ở phong trạch, nghe nói việc làm ăn lớn rồi, Kim Khải Việt bên này để cho cậu 200 nom. Cậu hai thì cả ngày bận rộn, nó cứ đi sớm về muộn ở nhà cũng không tiện, nên chuyển ra ngoài ở rồi, vì vậy ở nhà chỉ còn lại mẹ và lão triệu. Giờ đây nhà rộng rồi mà người lại ít đi, căn nhà rộng thế này, mỗi ngày hai người mẹ cứ đi đi lại lại tầng trên tầng dưới, mẹ bắt đầu nhớ lúc còn ở ký túc xá của xưởng máy nông nghiệp. Trương Dương nói, con đã bảo mẹ là đến Nam Tích với con mà mẹ lại không muốn đi. Từ Lập Hoa cười nói, cả đời con người chắc chắn có giai đoạn thế này, còn may đấy, mấy tháng nữa là mẹ lại có việc làm rồi. Trương Dương biết rằng mẹ mình thích làm việc, nếu thật sự để bà nhàn hạ, bà sẽ cảm thấy khó chịu. Trương Dương cười nói: "Mẹ à, mẹ phải tự giữ gìn sức khỏe, nếu như mệt mà đổ bệnh thì con đau lòng lắm." Từ Lập Hoa nói: "Nếu như con sợ mẹ mệt thì mau lấy vợ về đi, để cô ấy giúp đỡ mẹ lo lắng việc nhà." Trương Dương sợ nhất mẹ nhắc tới chuyện này, hắn cười nói: "Vậy thì con sẽ lấy nhiều vợ, cô đi đun nước, cô đi nấu cơm, cô đi bóp vai, cô đi đấm chân, còn có cô nói chuyện với mẹ cho mẹ vui, có cô múa hát cho mẹ khỏi buồn nữa." Từ Lập Hoa thấy con trai đùa vậy liền cười, nhưng trên miệng lại nói: "Con đừng làm mẹ giận, người lớn thế này rồi, đừng có lông bông mãi thế, sự việc tình cảm không thể sớm nắng chiều mưa, lang nhăng được đâu, con gái tốt trên đời rất nhiều, không thể nào lấy được hết họ về đúng không?" Trương Dương nói: "Mẹ à, năm nay con mới bao nhiêu tuổi đầu, mà mẹ đã sợ con ế vợ như vậy chứ?" Từ Lập Hoa nói: "Sắp sửa đến 24 tuổi rồi, nên lấy vợ đi thôi, lấy vợ xong thì bên cạnh con sẽ có người chăm sóc con, mẹ đỡ phải lo lắng cho con. Trương Dương nói, giờ đây thời thế thay đổi rồi mẹ à, người ta thường nói phải lập nghiệp xong mới lấy vợ, mẹ thấy bí thư đỗ ở Giang Thành đấy, đã 40 tuổi rồi mà vẫn một mình đấy thôi. Từ lập hoa nói, mẹ chẳng quan tâm đến người ta, anh ta có phải là con trai của mẹ đâu, mẹ chỉ quan tâm đến con thôi, trong năm mới này nhất định con phải tìm được một cô bạn gái, chúng ta là người bình thường, không nhất thiết phải tìm lá ngọc cành vàng gì cũng không nhất thiết phải tìm một cô xinh đẹp mỹ miều chỉ cần hiểu ý người khác ăn ở tốt chăm lo cho con biết sống cuộc sống gia đình là được rồi nói đến đây bà đột nhiên nghĩ đến hà hâm nhan đúng rồi mẹ thấy hà hâm nhan được lắm mỗi lần cô ấy đến giang thành đều bỏ thời gian về thăm mẹ lại còn xinh đẹp nữa và hiểu chuyện nữa còn biết nấu nướng ngon lành việc gì cũng làm được cô gái thế này khó tìm lắm đấy nhé trương dương cười ha ha xem ra hà hâm nhan rất được người già quý hèn chi mẹ hắn cứ khen cô ấy suốt từ lập hoa nói tiểu tử này con nhớ những lời mẹ nói với con đấy trương dương vừa nhìn vừa đỡ mẹ vào bếp mẹ con đói rồi con thích ăn món ăn mẹ nấu từ lập hoa nói được mẹ sẽ làm cho con từ lập hoa vừa bước vào bếp con thứ là triệu lập vũ nhận được tin đã chạy từ kim khải việt về gã cũng lái xe rồi một chiếc xe xe cần hen từ bảo vệ đến giáo đốc bộ phận bảo vệ, đến giờ là giám đốc nhà hàng Kim Khải Việt, con đường thăng tiến của Triệu Lập Vũ đều nhờ vào quan hệ giữa Trương Dương và Ngưu Văn Cường. Trương Dương giờ đây đã không phải là một sinh viên trung cấp lầm lý ít nói rồi, mà đã trở thành hy vọng và niềm hãnh diện của gia đình họ, đừng nói đến việc bắt nạt, giờ đây người ta có nịnh hắn cũng còn không kịp. Trương Dương gọi một tiếng anh hai, gia đình hòa thuận mọi chuyện ấm êm, Trương Đại Quan muốn mẹ mình sống tốt, thì cũng phải có quan hệ tốt với nhà họ Triệu triệu lập vũ nói em ba lần này về đây sao không báo trước để anh cho người chuẩn bị trương dương cười nói về nhà của mình mà còn phải báo trước à tiệu lập vũ nói lớn vào trong bếp mẹ à mẹ đừng nấu cơm nữa chúng ta đến kim khải việt ăn cơm đi con mời tiếng của từ lập hoa vọng ra từ trong bếp em con muốn ăn rồi trương dương nói em đã ăn phát ngấy cơm canh ở cửa tiệm rồi khi em ở nam thích luôn nhớ đến những món ăn mẹ nấu ăn cơm ở nhà đi mọi người cùng vui vẻ một chút. Triệu Lập Vũ nghe hắn nói vậy cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lúc này anh cả Triệu Lập Quân và vợ cũng đến. Triệu Lập Quân đi một chiếc xe máy mới, đi vào tận trong vườn. Vợ gã bụng đã bắt đầu rõ rồi. Từ Lập Hoa nghe thấy tiếng xe máy, vội vàng chạy từ trong bếp ra đỡ con dâu, miệng nói Tiểu Liên, chẳng phải nói với con rồi sao? Đừng ngồi xe máy nữa, bụng con to thế này làm gì cũng phải cẩn thận. Con dâu dù mỹ liên cười nói, không sao đâu ạ chiếc xe này ngồi êm lắm. Triệu Lập Vũ cũng đến, sờ sờ vào chiếc xe nói, anh à, dương quang 150, anh mới mua à. Triệu Lập Quân đắc ý gật đầu nói, gần đây việc làm ăn không tồi, vì thế nghĩ một lúc rồi quyết định mua cho chị anh cái xe, về sau đi làm cũng tiện. Tiệu Lập Vũ nói, phát tài rồi đấy. Triệu Lập Quân nói, làm sao đọ được với em, lái cả xe hơi cơm mà. Triệu Lập Vũ nói, em lái là lái xe của người ta, chứ mình làm sao đủ tiền mua. Trương Dương cười gọi một tiếng chị dâu. Du Mỹ liền chớp chớp mắt nói, hai người các anh đừng khích bác nhau nữa, vẫn là em ba của chúng ta giỏi kìa, hai người các anh có gộp vào cũng không bằng cậu ấy đâu. Triệu Lập Quân và Triệu Lập Vũ không nói gì, mà chỉ gật đầu lia lịa. Trương Dương cười nói, chị dâu đừng nói vậy, em chỉ là một cán bộ bình thường thôi, ăn cơm bằng đồng lương, làm gì có thu nhập chứ, dù Mỹ Liên là một người dân thành thị nhỏ bé điển hình, rất thích tự coi mình là thông minh, chớp chớp mắt nói, em ba à, đã là người một nhà rồi, mà còn giấu nữa, ai mà không biết em kiếm tiền dễ lắm. Trương đại quan suýt nữa thì bị sặc, trong lòng nghĩ thầm, chẳng có gì đáng nói với người đàn bà này cả, ông đây là thanh quan đấy nhé. Từ lập hoa nói, được rồi, đừng đứng ở đây nữa, các con làm gì thì làm đi, đợi cơm canh làm xong rồi thì mẹ sẽ gọi các con. Dù Mỹ Liên nói, chúng ta đánh mạt trượt đi. Trương Dương nói, không biết đánh. Thật hay giả thế, đánh mạt trượt mà cũng không biết à. Trương Dương cười nói, thật sự là không biết. Hắn nhìn thấy Triệu Thiết Sinh mua thức ăn về rồi, cười nói, mọi người đánh với chú Triệu đi, em đi nấu cơm cùng mẹ. Từ Lập Hoa cũng muốn nhân cơ hội này để cho Triệu Thiết Sinh và con trai con dâu cải thiện quan hệ, bà nhận lấy thức ăn mà Triệu Thiết Sinh mua, rồi bảo họ đi. Sau khi mấy người vào phòng đánh mặt trược, Trương Dương cùng với mẹ vào bếp, Từ Lập Hoa cười nói, con đừng có không vui, chị dâu con là tính khí như vậy đó, nghĩ gì là nói nấy, mồm miệng chẳng kiên cữ gì đâu, con đừng có chấp. Trương Dương cười nói, sao thế được ạ, à? thật ra cũng không trách được chị ấy nói vậy, xã hội giờ đây rất nhiều người cho rằng làm quan là sẽ có tiền, từ cổ trí kim thăng quan luôn đi liền với phát tài mà. Từ Lập Hoa nói, mấy năm gần đây con đã giúp đỡ không ít cho nhà mình. Thật là khổ." Trương Dương nói, "Mẹ à, sao mẹ càng nói càng thấy xa cách vậy?" Từ Lập Hoa nói, "Mấy năm gần đây con thay đổi nhiều nhất, trước kia con không thích nói chuyện, không hợp với người nhà này, người mẹ lo lắng nhất là con, không ngờ con lớn rồi thật sự sẽ thay đổi." Trương đại quan đương nhiên biết mình đã trải qua sự thay đổi thế nào, nhưng sự việc này hắn sẽ không bao giờ nói ra, thật ra hắn đã quen với nhân vật sau khi trùng sinh, hắn chính là Trương Dương trương dương chính là hắn đời này sẽ không xảy ra thay đổi gì nữa trương dương nói chân thành mẹ dù là thay đổi thế nào con luôn là đứa con trai thân thiết nhất của mẹ từ lập hoa quay ra nhìn con trai rồi cảm động gật đầu bà nghĩ đến đứa con gái đang học ở đông giang là triệu tĩnh nhẹ nhàng nói nếu như triệu tĩnh về đây thì tốt rồi trương dương cười nói gần đây triệu tĩnh đang bận việc thực tập nếu như muốn về cũng phải đợi nghỉ tết mẹ ạ từ lập hoa nói rốt cuộc nó và đinh bân thế nào rồi bình thường gọi điện thoại về nó cũng không nhắc đến việc của hai đứa trương dương nói lần trước con đi đông giang gặp họ rồi vẫn tốt có điều con nghe nói tốt nghiệp đại học là một nấc thang trong tình cảm hy vọng rằng họ sẽ có thể vượt qua được chuyện đó từ lập hoa lo lắng hỏi con trai nấc thang thang gì trương dương nói khi tốt nghiệp đại học đều cần phải đối mặt với sự phân phối sau tốt nghiệp hai người tình cảm tốt đến mấy nếu như không được phân làm cùng nhau thì tình cảm sẽ xuất hiện vấn đề rất nhiều người vì đó mà chia tay con chưa từng học đại học khi con học trung cấp cũng chưa từng yêu ai đều là xem trên tạp chí cả thấy mẹ có phần lo lắng trương dương lại cười an ủi mẹ đừng lo chỉ cần tình cảm của hai đứa tốt thật sự thì sự việc phân công công tác con có thể giúp từ lập hoa lại thở dài nói ý của con là rất có khả năng tiểu tĩnh không về giang thành nữa trương dương trong lòng nói chắc chắn như vậy Đinh Bân không thể nào cùng với triệu tính về Giang Thành định cư, nhưng ngoài miệng lại nói tiểu tính dự định thế nào chúng ta cũng không biết. Mẹ à, thật ra chỉ cần tiểu tính có thể phát triển tốt, thì ở đâu cũng vậy thôi, dù là ở lại Đông Giang, cũng chẳng xa cách gì. Từ lập hoa gật đầu, trong lòng lại cảm thấy hơi buồn, trong số con cái, chỉ có Trương Dương và triệu Tĩnh là do bà sinh ra, nhưng giờ đây hai đứa đều công tác ở tỉnh ngoài, mỗi lần nghĩ đến việc này, trong lòng bà lại cảm thấy buồn mỗi người trong gia đình đều rất hoan nghênh Trương Dương trở về, tình thân là một phần, còn một nguyên nhân quan trọng nữa, là do trong mắt hai anh em nhà họ Triệu, Trương Dương là quý nhân, cho rằng người em này đã giúp đỡ họ rất nhiều. Sau khi uống mấy cốc rượu, Triệu Lập Quân bắt đầu cười nói, em ba à, nghe nói gần đây em làm việc rất khá ở Nam Thích, công trình thể dục thể thao tỉnh đều do em quyết định, gì ấy nhỉ, có thể cho người anh chút công trình nhỏ để làm không? Trương Dương cười nói, anh à, Chẳng phải anh đang làm vận chuyển sao? Triệu Lập Quân nói, giờ đây có ai là không muốn phát triển chứ? Gã nhìn sang bụng vợ rồi nói, chị dâu em sắp sinh rồi, anh phải cố gắng kiếm chút tiền sữa bột, nếu không về sau thì còn chẳng đủ tiền mua bỉm cho con. Trương Dương chưa nói gì, Triệu Lập Vũ đã cười nói, anh cả à, anh đừng ở đây kêu khổ kêu sở nữa, quang dương 150 mà đã mua được rồi, mà còn nói là không mua nổi bỉm, ai mà tin chứ? Triệu Lập Quân nói, em hai, em làm tốt hơn anh, giờ đây lái cả xe hơi, chúng ta là anh em cần phải giúp đỡ lẫn nhau, em tốt anh tốt mọi người cùng tốt, em nói xem có đúng vậy không? Triệu Lập Vũ nói, câu này của anh cả em tán thành, em bà à, anh cũng có việc nhờ em, anh đã làm đến giám đốc của Kim Khải Việt rồi, nhưng xét cho cùng, nhà hàng ấy cũng là của người ta, anh chỉ là làm cho người ta mà thôi, và cũng chỉ kiếm được số tiền lọt sàng xuống nia. Anh muốn mở một cửa tiệm tự làm, em có nhiều mối quan hệ, giúp anh tham mưu một chút, nếu như có thể lấy được chút tiền từ ngân hàng ra giúp anh thì càng tốt. Trương Dương nghe thấy hai anh em nhà này đều làm phiền mình vì những chuyện vặt vãnh, trước mặt mẹ cũng không tiện nói gì, nhưng từ lập hoa thật sự không nghe nổi nữa, bà nhẹ nhàng nói, tiểu quân, tiểu vũ, em con vừa mới về đến nhà, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, để nó ăn một bữa cơm cho tử tế, hơn nữa, nó là cán bộ thể ủy của Nam Tích, có phải là người quản chuyện Giang Thành đâu, các con đừng làm khó em. Triệu Lập Quân và Triệu Lập Vũ quay sang nhìn nhau, Triệu Lập Quân nói, mẹ à, ai mà không biết giờ đây em ba rất tài năng, ngay cả huyện ủy Xuân Dương chúng ta đều phải nề mặt em ấy, chúng con đều là con trai của mẹ, chúng con sống tốt, thì mẹ cũng hãnh diện đúng không? Từ Lập Hoa nói, con bà đâu có phải là chủ tịch quốc gia, nó cũng có lãnh đạo, nó cũng cần phải giữ kỷ luật tổ chức chứ. Dù Mỹ Liên nói, nuôi con mới biết lòng cha mẹ, giờ đây con cũng lo cho đứa nhỏ trong bụng rồi, con trai ruột ai mà không yêu chứ. Tiếng của cô ta làm cho mọi người nghe rất thoải mái, nhưng vừa nghe đã biết rằng đang nói kháy. Triệu thiết sinh cũng không chịu nổi nữa, y vốn đã chẳng thích gì đứa con dâu này rồi. Triệu thiết sinh trước kia đối xử không tốt với hai mẹ con Trương Dương, nhưng sau khi Trương Dương phát tài, không tính toán với y, mà lại còn tận tâm chăm sóc gia đình họ Triệu. Mặc dù Triệu thiết sinh chẳng có mấy văn hóa, nhưng y cũng hiểu được chữ cảm ơn, đây cũng là nguyên nhân mấy năm gần đây y ngày càng thân thiết hơn với từ lập hoa, tiểu thiết sinh đặt mạnh cốc rượu lên bàn, hai hàng lông mày xếch lên nói. Việc của gia đình tôi, cô xía vào làm cái gì? Du Mỹ liên ngứa người, ngay lập tức ý thức được bố chồng đang nói mình, lông mày cô ta cũng xếch lên nói, thế thì sao, không coi con là người nhà nữa à? Triệu Lập Quân, em chẳng phải là vợ anh sao? Triệu Lập Quân khó xử nói, Mỹ Liên, em nói ít thôi. Du Mỹ Liên nói, tôi biết thừa rằng các người chẳng hoan nghênh gì tôi, Triệu Lập Quân, anh mà là anh cả gì chứ, trong gia đình này chẳng ai coi anh là cái thá gì. Triệu Lập Quân mặt đỏ ao nói, cô câm miệng lại. Du Mỹ Liên tức giận, anh bảo ai câm miệng. Triệu Lập Quân mặc dù cũng ngang ngược, nhưng trong lòng lại sợ vợ, thế vậy nhưng trước mặt người nhà không thể quá bạc nhược, gã lớn tiếng nói, mẹ kiếp, cô ngậm miệng lại cho tôi, mấy cha con chúng tôi đang nói chuyện, cô xế mũi vào cái quái gì. Du Mỹ Liên cũng chẳng phải hạng vừa, cô ta giơ tay, bốp, tát thẳng vào mặt Triệu Lập Quân một nhát, cái tát này làm cho cả nhà đều ngớ người. Trương Dương tiếp xúc không nhiều với vị trí dâu này, không ngờ người này lại là loại sư tử Hà Đông. Triệu Lập Quân xấu mặt, giơ tay muốn đánh Du Mỹ Liên, Từ Lập Hoa vội vàng rằng lấy tay gã, lớn tiếng nói: "Tiểu Quân, đừng làm vậy, Tiểu Liên còn đang có thai đấy." Câu này đã nhắc nhở cho Du Mỹ Liên Du Mỹ liên sông về phía Triệu Lập Quân như một con hổ cái, Triệu Lập Quân, mẹ kiếp, tôi sống chết với anh. Từ Lập Hoa tốt bụng muốn ngăn cô ta lại, nhưng lại bị Du Mỹ liên đẩy ngã xuống đất. Trương Dương cách khá xa, vốn dĩ hắn chỉ định tọa sơn xem hổ đấu, dù sao thì chuyện trong nhà cũng khó tránh, việc của anh cả chị dâu cũng không quản nổi, nhưng thấy Du Mỹ liên đẩy mẹ ngã, Trương Dương tức khí, hắn xông ra như tên bắn, đỡ mẹ dậy, từ Lập Hoa ngã không nhẹ, mặt mày trắng bệch, cố gắng chịu đau cười nói, con bà à, mẹ không sao. Các con đừng trách tiểu liên. Dù Mỹ liên vẫn không biết thân phận, lớn tiếng nói, ai cần bà giả vờ giả vịt. Bà đâu có phải là mẹ ruột của triệu lập quân, bà chỉ yêu con trai ruột của bà thôi, đừng có mà ở đây giả vờ là người tốt. Câu còn chưa nói xong, cảnh trước mắt cô ta đã lung lay, chỉ nghe thấy một tiếng bốp lớn, là Trương Dương đã ra tay tát cho cô ta một cái, với tính cách của Trương Dương vốn chẳng chấp nhận với loại đàn bà này, nhưng Du Mỹ Liên đã đẩy ngã mẹ hắn, rồi nói năng còn không ra gì, Trương Dương chịu chút nhục chẳng sao, nhưng không thể để mẹ bị bắt nạt. Cái tát này đương nhiên hắn không dùng hết sức, dù Mỹ Liên đang có bầu, Trương Dương đánh rất nhẹ nhàng, mặc dù rất kêu, nhưng lại không có mấy sức lực. Cái tát này làm cho Du Mỹ Liên ngớ người. Và cũng làm mọi người đờ ra. Du Mỹ Liên ôm mặt, nước mắt rơi lã chã, cô ta định đánh lại Trương Dương. Trương Dương nói, cái tát này tôi dạy chỉ thay cho anh trai tôi chị gả về nhà này thì cần phải hiểu việc tôn kính bề trên anh cả tôi không để ý chị người làm em như tôi cũng chỉ có thể làm thay đừng cảm thấy trong bụng chỉ có đứa trẻ là có quyền nói mọi người dạy dỗ con không ra gì cả cẩn thận dạy hư đứa trẻ chị dám mắng tôi một câu tôi sẽ đánh chị một nhát ở trong cái nhà này chị không biết tôn trọng mẹ tôi có nghĩa là không tôn trọng chính bản thân chị Dù mỹ liên nhìn trương dương chỉ cảm thấy một luồng uy thế ầm ập dồn đến cô ta không dám sông lên nữa lúc này nghĩ đến chồng cô ta nhìn triệu lập quân đầy đáng thương nói triệu lập quân anh nhìn em bị nó đánh thế à triệu lập quân lúc này lại nói mẹ kiếp tôi còn muốn đánh cô nữa kìa du mỹ liên cô tức tối cái quái gì ở nhà tôi chứ cô tức thì đổ lên tôi cũng xong cô đẩy mẹ tôi làm cái gì câu này của triệu lập quân ít nhiều làm cho trương dương cảm thấy thoải mái du mỹ liên ngồi sụp xuống đất khóc lớn nói tôi không sống nữa tôi không sống nữa từ lập hoa bước đến nói, đừng cãi nhau nữa, con ba, con xin lỗi chị dâu đi. Trương Dương nói, mẹ à, không xin lỗi, thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Từ lập hoa gần như tức giận thực sự. chương 619, câu chuyện ở thành phố nhỏ. Trương Dương biết rằng mẹ muốn lo chu toàn đại cục, hắn đánh dù Mỹ liên chỉ là đánh hình thức, rất kêu, nhưng lại không đau, em mà dạy chị dâu đồn ra ngoài cũng chẳng phải là chuyện gì mất mặt, lúc đầu võ nhị lan còn đâm một đao vào phan kim liên kia trương dương nói với du mỹ liên chị dâu chị người lớn không chấp nhặt trẻ con chị đừng tính toán với em dù mỹ liên vẫn khóc nức nở cái tức của cô ta bị cái tát của trương dương làm cho bay biến mất cô ta muốn tính sổ với trương dương nhưng lại không dám về những truyền kỳ của cậu em chồng này xuân dương đồn đại rất nhiều hôm nay cô ta đã thật sự gặp phải rồi triệu thiết sinh nói khóc cái gì có gì mà khóc với lóc cô đẩy mẹ cô ngã ra kia, rồi còn ngồi đấy mà khóc à? lập quân, về sau nếu như hai vợ chồng nhà anh muốn cãi nhau, thì đừng đến đây, tôi và mẹ anh đều có tuổi cả rồi, không chịu nổi chuyện gia đình anh chị đâu. du mỹ liên lau sạch nước mắt, đứng dậy đi ra ngoài, từ lập hoa vội vàng thúc triệu lập quân đi theo cô ta. triệu lập quân đi chưa được bao lâu, lại quay đầu lấy chiếc xe máy. triệu lập vũ đợi sau khi hai vợ chồng nhà đó đi, thấp giọng nói, đáng kiếp trong cái bộ dạng hống hách của cô ta, con cũng còn muốn đánh. Triệu Thiết Sinh rất tức giận, thấp giọng nói, mấy người ăn cơm tiếp đi, tôi no rồi. Xảy ra chuyện vừa rồi, Triệu Lập Vũ cũng không tiện nhắc lại chuyện của mình nữa, gã ăn qua loa một chút, rồi mượn cớ nhà hàng có chuyện, vội vàng rời đi. Trương Dương đến bên cạnh mẹ, nắm lấy tay bà nói, "Mẹ, mẹ không sao chứ?" Từ Lập Hoa cười lắc đầu, bà đứng dậy muốn thu dọn thì cảm thấy phần lưng đau dữ dội lại phải ngồi xuống, Trương Dương quan tâm đỡ mẹ ngồi lên ghế sofa, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, mẹ nằm ra đây con bóp cho." "Ừm." Từ Lập Hoa nằm ra ghế sofa, cảm thấy cánh tay con trai mình đang đấm lưng cho mình, nói ra thì cũng thật lạ, sau khi ấn mấy nhát, bà cảm thấy cơn đau biến đâu mất. Từ Lập Hoa cười nói: "Xem ra lúc đầu cho con đi học trường giáo vệ đúng là có chút ích lợi." Trương Dương nói: "May là con học được chút cách xoa bóp, về sau có thể hiếu kính mẹ rồi." thật ra hắn không hề học ở trường vệ giáo. Từ Lập Hoa nói, con ba à, vừa nãy mẹ đối xử vậy với con, con không giận chứ? Trương Dương cười nói, mẹ à, làm sao con giận mẹ được? Hơn nữa mẹ đâu có phải nổi cáu thật với con. Từ Lập Hoa nói, trong nhà êm ấm mọi chuyện đều xuôi, người nhà chúng ta khó khăn lắm mới có ngày hôm nay, mẹ vẫn mong người một nhà phải hòa thuận với nhau, thế này mới sống một cuộc sống có ý nghĩa. Chú Triệu của con chẳng có mấy văn hóa, trước kia đối với con cũng không tốt nhưng mấy năm gần đây ông ấy đã thay đổi nhiều, tiểu quân, tiểu vũ cũng rất hiếu thuận với mẹ, còn về tiểu liên, tính khí của cô ấy hơi nóng, bình thường cũng không như vậy đâu, nhưng phụ nữ khi đã có thai, thì dễ nóng giận lắm. Nhưng con là em cũng không nên đánh cô ấy chứ. Trương Dương nói, mẹ à, con sai rồi, vừa nãy con thấy mẹ bị chị ấy đẩy ngã, con không kìm chế được mới đánh chị ấy, có điều con không rét ai mạnh đâu. Từ lập hoa cười nói, mẹ biết, nếu như con ra tay mạnh, thì mặt nó đã sưng lên từ lâu rồi. Hai mẹ con cùng cười với nhau. Tiếng chuông điện thoại trên bàn cắt đứt dòng đối thoại giữa hai mẹ con. Từ Lập Hoa muốn đi nghe điện thoại, Trương Dương bảo bà tiếp tục nằm, mẹ, để con đi nghe. Trương Dương cầm điện thoại lên, alo. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh vui vẻ ngạc nhiên, Trương Dương, anh về Giang Thành từ lúc nào vậy? Trương Dương ngay lập tức nhận ra giọng của Hà Hâm Nhan, hắn vô cùng bất ngờ. Nhưng ngay lập tức đã hiểu, nhà đầu này nhất định đang bồi dưỡng tình cảm với mẹ hắn. Trương Dương cười nói, em không biết anh về, sao đột nhiên lại gọi điện tới nhà anh thế này? Hà Hâm Nhan nói, "Xì, anh tưởng em gọi điện về để tìm anh à, em không thể nói chuyện được với gì từ sao?" Trương Dương cười nói, "Vậy được, anh đưa điện thoại cho mẹ anh." Từ Lập Hoa nghe nói là Hà Hâm Nhan, cũng rất vui vẻ, bà nhận điện thoại rồi nói, "Hâm Nhan à, lâu lắm rồi cháu không đến thăm cô đấy. Trương Dương cười, rồi đi sang một bên pha trà, tự mình uống, đừng có nói nhé, Hà Hâm Nhan rất biết cách dỗ dành cho người già vui vẻ, nói chuyện với từ lập hoa 10 phút, từ lập hoa mới cục điện thoại một cách luyến tiếc, bà nhìn sang con trai, rồi cố ý nói, thật là một cô gái tốt. Trương Dương cười nói, cảm thấy cô ấy tốt, thì mẹ nhận cô ấy là con gái cho rồi. Nghe con trai nói vậy, từ lập hoa đột nhiên nhớ đến tần manh manh, cô con gái nuôi này và Tần Hoan đã mất tung mất tích, bà thấp giọng nói, manh manh đi đâu rồi nhỉ? Trương Dương nói, mẹ à, cô ấy và Tiểu Hoan ở cùng nhau, đi nước ngoài rồi, tóm lại là cuộc sống của cô ấy rất tốt. Từ lập hoa gật đầu nói, biết cuộc sống của họ tốt là được rồi, manh manh là một cô gái tốt. Trương Dương nói chuyện với mẹ một lúc, hắn vốn tưởng rằng Hà Hâm Nhan sẽ gọi điện đến nữa, nhưng đợi hơn một tiếng đồng hồ mà không nhận được điện thoại của Hà Hâm Nhan, Trương Dương nhìn thời gian, đã là 8 giờ rưỡi, hắn muốn đi ra ngoài, rất lâu rồi không về Xuân Dương, không biết giờ đây Xuân Dương còn giống như trước kia không. Hắn nói với mẹ một tiếng, rồi rời khỏi nhà, men theo con đường nhỏ đi bộ thẳng về đằng trước, mới đi được vài bước, thì đã thấy có một bóng người điệu đà bước đến. Trương Dương dựa vào ánh sáng đèn đường nhận ra người đó chính là Hà Hâm Nhan, Trương Đại Quan dường như không thể tin vào mặt mình nữa, nhà đầu này là thần hay là quỷ chứ, vừa mới gọi điện thoại xong, mà giờ đã xuất hiện ở Xuân Dương rồi, nhưng đúng là hắn đã quên mất, vừa rồi không hỏi giờ đây cô ấy đang ở đâu. Hèn chi cô ấy gọi điện cho mẹ hắn, hóa ra đã về đến Giang Thành rồi. Đương nhiên là mắt Hà Hâm Nhan không thể đọ được với Trương Dương, trong tay cô còn một chiếc túi du lịch nữa, rất vất vả, Trương Đại Quan vội nấp sau một cây to, đợi đến khi Hà Hâm Nhan đi qua, tên này xông ra từ đằng sau cây. Thật ra Trương Đại Quan sau khi trùng sinh không chọn làm quan, tên này làm ăn trộm có lẽ ưu tú hơn rất nhiều, một tay hắn bịt chặt miệng hà hâm nhan, một tay kia ôm lấy cô ấy, ghi giọng nói, núi này là của ta xây, cây này là của ta trồng, muốn đi qua đây, thì phải bỏ tiền bạc lại. Hà hâm nhan thật sự giật thoát mình, nhưng ngay lập tức cảm thấy mùi vị ấm áp quen thuộc trên người Trương Dương, giữa nam nữ phát triển đến một trường mực nhất định, sẽ cảm thấy rất quen thuộc với mùi hương của đối phương, Trương Đại Quan mặc dù nắm rất vững âm thanh của mình nhưng vẫn không lọt qua được mũi của Hà Hâm Nhan. Trương Dương không cảm thấy sự phản kháng nào của Hà Hâm Nhan, trong lòng cảm thấy rất chán nản, với tính cách của nha đầu này mà lại không phản kháng gì, tên này nảy sinh ý đồ đen tối. Dí sát vào mặt Hà Hâm Nhan, thẻ lưỡi liếm lên tai cô ấy, rồi nói ta còn phải cướp sắc nữa. Trương Dương cảm thấy cơ thể Hà Hâm Nhan run lên, mặc dù hắn không nhìn rõ thái độ của Hà Hâm Nhan, nhưng cô ấy run lên chứng tỏ là cô ấy đang cười, chứ không phải là sợ, trương dương biết rằng mình đã bị lộ liền bỏ hà hâm nhan ra hà hâm nhan cười đến độ không thở ra hơi khó khăn lắm mới ngừng cười được trên gương mặt vẫn còn giữ nụ cười nhoẻn cô dơ nắm đấm về phía trương dương anh càng ngày càng chẳng ra gì rồi đánh chết tên lưu manh là anh trương dương cười ôm lấy tay cô đừng đánh đánh chết anh rồi làm sao em kiếm được người đàn ông nào tốt thế cút hà hâm nhan trừng mắt với hắn rồi vứt túi du lịch cho hắn cầm giúp cho em trương dương nói ở trong là cái gì thế hà hâm nhan nói đồ đạc của em còn có một vài đồ dinh dưỡng mua cho cô tử nữa trương dương nói thật là hiếu thuận mẹ anh đã bị em mê hoặc mất rồi hà hân nhan ôm lấy cánh tay hắn nói em muốn mê hoặc anh kia trương dương cười nói không cần em mê hoặc anh đã mê hoặc từ lâu rồi hà hâm nhan nói nói dối người làm cho anh điên đảo nhất định không phải là em trương dương nói này nha đầu, sao em chẳng có chút lòng tin nào với mình thế? Hà Hâm Nhan nói, không phải em không tin mình, mà là em không tin anh. Trương Dương nói, vừa nãy khi em gọi điện thoại cho anh mà em cũng không nói với anh rằng em đang ở Xuân Dương. Hà Hâm Nhan nói, lần này em đến hơi đột ngột, xưởng rượu Giang Thành ngày mai có người phát ngôn, vừa nãy khi em gọi điện thoại, vừa ra khỏi sân bay Giang Thành xong, vốn định ngày mai làm xong việc rồi mới đến thăm cô từ, nhưng không ngờ anh lại ở xuân dương vì thế em chẳng nghĩ ngợi gì nữa đi xe đến đây luôn em muốn cho anh một bất ngờ trương dương nhìn thấy dáng vẻ điệu đà của hà hâm nhan trong lòng chợt cảm thấy ấm áp hắn nói quan tâm em ăn cơm chưa hà hâm nhan lắc đầu trương dương nói về nhà ăn cùng anh hà hâm nhan nói thôi ăn tạm gì đó ở ngoài đi đừng làm phiền cô ấy nữa trương dương khóa chiếc túi du lịch của hà hâm nhan vào trong chiếc pika của mình Hai người cũng không lái xe mà đi bộ ra ngoài con đường nhỏ. Mấy năm gần đây Xuân Dương biến đổi không ít, bí thư huyện ủy Sa Phổ Nguyên sau khi lên nhậm chức đã làm nốt công tác cải tạo đường xá của lãnh đạo Chu Hằng trước đó, giờ đây đường ở Xuân Dương rộng hơn rất nhiều, Trương Dương cảm thấy thành phố nhỏ này đã hơi xa lạ, có điều hắn nhớ đến hồ Xuân Thủy, hồ Xuân Thủy không thay đổi gì mấy, hắn dẫn Hà Hâm Nhan đến con đường chi vị cư, men theo con đường đó, cảm giác quen thuộc dường như lại tràn về trong lòng Trương Dương. Mùa đông ở Xuân Dương lạnh hơn nhiều so với Nam Tích, Hà Hâm Nhan và Trương Dương ngồi xuống bên góc tường có điều hòa, Trương Dương giúp Hà Hâm Nhan cởi áo khoác, khoác lên lưng ghế, nhìn gương mặt của Hà Hâm Nhan, Trương Đại Quan cười rất vui vẻ. Hà Hâm Nhan nói, anh cười trông thật là dê giả đấy. Trương Dương nói, đúng thế, anh không sửa được nữa rồi. Hắn cầm thực đơn lên gọi mấy món ăn, rồi lại gọi một bình thanh giang đặc cộng. Hắn nói với Hà Hâm Nhan, em uống chút rượu trắng hay là uống bia, Uống rượu trắng đi, hôm nay lạnh quá, uống chút rượu cho ấm người." Hà Hâm Nhan lấy chai rượu trắng đã mở xong từ trong ngay người phục vụ, rót cho Trương Dương một cốc thủy tinh đầu, sau đó lại rót nửa cốc cho mình, nói, "Buổi sáng còn ở Hải Nam chụp quảng cáo, buổi tối đã về đến Giang Thành giá lạnh rồi, cứ sống cuộc sống như thế này thì nhịp sinh học của em cũng rối loạn mất." Trương Dương nói, "Có anh là sẽ không loạn nữa đâu, về sau anh sẽ giúp em điều chỉnh lại." Hà Hâm Nhan trừng mắt với hắn giơ chân dưới gầm bàn nhẹ nhàng đá hắn một nhát trương đại quan giơ chân ra chân của hai người quấn lấy nhau dưới gầm bàn hà hâm nhan nói hôm kia khi gọi điện thoại cho anh anh cũng chẳng nói là sẽ về giang thành sao lần này lại về đột ngột thế trương dương nói gặp phải chút chuyện phải về ngay anh ở lại không lâu ngày kia là phải về rồi tết dương lịch ở nam tích có phong trào chạy vòng quanh thành phố vốn anh không định tham gia nhưng cấp trên gọi điện báo anh về ở trong quan trường thời gian đều chẳng phải là của mình nữa hà hâm nhan nói anh là chủ nhiệm thể ủy việc quan trọng thế này đương nhiên phải có sự góp mặt của anh rồi đồng chí tiểu trương à cố gắng biểu hiện đi tôi rất xem trọng anh đấy trương dương gật đầu nói cảm ơn lãnh đạo đã coi trọng về sau tôi nhất định sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh nhất định làm lãnh đạo vừa lòng hà hâm nhan cảm thấy hai chân của trương dương ngày càng chặt cầm cốc rượu lên nói uống rượu đi anh có để em ăn cơm cho tử tế không đấy trương dương lúc này mới buông cô ra rồi uống một cốc rượu cùng hà hâm nhan hà hâm nhan nói mấy ngày trước phương chuẩn liên lạc với em hỏi em có muốn ra album không trương dương nói album gì hà hâm nhan nói anh ta đã giới thiệu em cho người chế tác nhạc của kim bài hồng kông là lương chính lương chính đã từng xem vũ đạo của em và đã nghe em hát một bài hát anh ta có ý muốn giúp em ra một album Trương Dương cười nói, việc tốt mà, tóm lại là có đóng quảng cáo thì cũng không nổi tiếng nhanh được, nếu như có thể ra một album ca nhạc, thì sẽ có sự giúp đỡ rất lớn đối với việc nổi tiếng. Hà Hâm Nhan nói, thật ra em không muốn nổi tiếng nhiều, cuộc sống giờ đây chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, em đã mãn nguyện lắm rồi, nếu như để em lựa chọn, thì em thà làm một người phụ nữ của gia đình chiều chồng thương con, chứ không muốn làm minh tinh màn bạc gì hết. Câu này của Hà Hâm Nhan nói rất bình thản, nhưng cô lại đang muốn xem thái độ của Trương Dương. Trương Dương đương nhiên hiểu được ý của Hà Hâm Nhan, hắn cười hà hà nói, em còn trẻ, cố gắng tuổi trẻ phải có sự nghiệp của riêng mình, việc chiều chồng thương con thì để mấy năm nữa hắn tính, anh nhất định sẽ cố gắng, để em sinh được mấy đứa. Hà Hâm Nhan đỏ mặt, mắng, ai bảo là cần sinh với anh chứ? Trương Dương cười hì hì nói, em không sinh cho anh, thì sinh cho ai? Hà Hâm Nhan lại đá chân hắn, trương dương thật sự đối xử rất tốt với cô nhưng tên khốn này cứ nhắc đến chuyện hôn nhân là bắt đầu lảng tránh chủ đề hà hâm nhan biết rằng trương dương là người thế nào bất cứ người phụ nữ nào cũng rất khó trói buộc được trái tim của hắn nhưng hà hâm nhan thật sự yêu hắn say đắm cô cũng muốn có một ngày cùng hắn bước vào lễ đường cô cũng mường tượng đến một tương lai tươi đẹp nhưng yêu phải một người thế này thì phải chấp nhận cái giá của hạnh phúc cái giá đó là gì hà hâm nhan không biết cô cũng không muốn biết hà hâm nhan mím môi cầm cốc rượu lên nói, em quyết định rồi, thử ra một album xem sao. Trương Dương dơ cốc nói, chúc em bán được nhiều đĩa, nổi tiếng ở Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Không, phải nổi tiếng hết ở châu Á, toàn thế giới. Hà Hâm Nhan đột một đưa ra quyết định này, là vì cô cảm thấy hơi thất vọng với thái độ của Trương Dương, tính cách của cô rất kiên cường, không phải là một người con gái lụy tình, về mặt tình cảm. Cô có thể quyết định được lúc nào nên lấy lúc nào nên bỏ, Mặc dù cô biết rằng cô không thể nào rời khỏi Trương Dương, nhưng Trương Dương có một câu nói đúng, cô nên làm việc, nhân lúc còn trẻ, phải làm một vài việc, nếu như số mệnh đã an bài cô phải chờ đợi, vậy thì cô sẽ chờ đợi như thế này. Đỗ Thiên Giã nhận được một bức thư, trong bức thư không ký tên, bên trong chỉ có một tấm ảnh, đây là tấm ảnh tập thể, Đỗ Thiên Giã nhận ra hứa thường đức lúc trẻ, gã ngay lập tức hiểu ra, đây là tấm ảnh mà Trương Dương nói, nhất định là tô viện viện gửi cho gã. Đỗ Thiên Giã chẳng mấy hứng thú với bức ảnh này, hứa thường Đức và Vương Quân Giao, thẩm tính hiền, với gã, quan hệ giữa những người này chẳng có gì quan trọng, gã tìm đến tô viện viện, nguyên nhân chủ yếu là để giúp Trương Dương mà thôi, là một người bạn, gã phải giúp đỡ như vậy. Sau khi Trương Dương nhận được tin, ngay lập tức đến phòng làm việc của Đỗ Thiên Giã, lấy bức ảnh này đi, bên Khương Lượng cũng đã có một vài manh mối, Hứa Thường nước năm đó vào đại đội chính ở thôn Tiểu Thạch Hoa Lư Gia Lương huyện Tây Sơn thành phố Kinh Sơn tỉnh Bắc Nguyên. Trương Dương quyết định đích thân đi một chuyến, hắn và Khương Lượng cũng đến Kinh Sơn. Một số tư liệu Khương Lượng có được toàn đặt trong cặp văn kiện, vì đột nhiên lạnh, gã mang thêm cả một chiếc áo khoác cảnh sát màu xanh ra trời, vào trong chiếc xe pika của Trương Dương, phát hiện ra điều hòa làm ấm của Trương Dương rất đầy đủ, liền trách mặc nhiều quá rồi, nếu sớm biết anh có điều hòa tốt thế này, thì tôi đã mặc ít hơn chút. Trương Dương nhận lấy cặp văn kiện từ tay gã, nói: "Bên trong là gì thế?" Khương Lượng nói: "Việc anh đã nhờ tôi tôi nhất định sẽ kiểm tra hết sức, tư liệu của Vương Quân giao và Thẩm Tĩnh Hiền không hề dễ tìm, tư liệu của Hứa Thường Đức thì chúng tôi không thiếu, dù sao ông ấy cũng đã từng ở thị ủy Giang Thành, khi còn trẻ đã từng về quê 2 năm, địa điểm đại đội đó chính là ở Kinh Sơn Bắc Nguyên." Trương Dương nói: "Huyện Tây Sơn là ở đằng sau của núi Thanh Đài, không xa so với Giang Thành mà." Khương Lượng gật đầu nói, giờ đây đường xá thông thoáng rồi, đương nhiên không xa, trước kia cần phải vòng qua núi Thanh Đài, đường cũng gập gành khó đi, giao thông rất bất tiện, đi một chuyến Tây Sơn phải mất đến cả ngày. Trương Dương nói, ý anh nói là hứa thường Đức và bọn họ đã từng vào đại đội ở thôn Tiểu Thạch Hoa sao? Khương Lượng nói, những người khác thì tôi không biết, nhưng hứa thường Đức nhất định ở đó ra, trong hồ sơ của ông ta có ghi chép, tôi đã tra rất lâu, mới tra đến văn kiện gốc này, về sau ông ta chỉ viết là 2 năm về quê vào đại đội, không nói rõ ở đâu. Khương Lượng ngáp một cái, rồi hạ thấp ghế ngồi, nằm xuống nói: "Tối qua tôi phải trực đêm, chẳng ngủ được gì cả, phải ngủ bù một giấc, đến huyện Tây Sơn rồi thì gọi tôi nhé." Không lâu sau Khương Lượng đã bắt đầu ngáy khò khò, xem ra gã thật sự mệt rồi, Trương Dương nhìn gã cười lắc lắc đầu, khởi động xe đi về hướng thành phố Kinh Sơn. Từ Giang Thành đến Kinh Sơn, qua Xuân Dương là con đường bắt buộc buổi sáng sớm trương dương vừa đưa hà hâm nhan đến giang thành giờ lại phải quay về gần như trong mấy ngày này hắn phải đi lại suốt chiếc xe ô tô đi đến trước núi thanh đài trương dương chợt nghĩ đến sự việc làm chủ nhiệm sinh đẻ kế hoạch ở hương hắc sơn tử nghĩ lại những ngày tháng cùng với sở yên nhiên tất cả đều thật thân thiết và gần gũi trương dương phát hiện ra mình có tình cảm rất sâu sắc với núi thanh đài hắn đã coi núi thanh đài là quê hương của mình và cuộc đời của hắn bắt đầu từ đây chỉ qua hơn một tiếng đồng hồ Trường Dương đã xuyên hoa con đường thông giữa Bình Hải và Bắc Nguyên, qua đường hầm đó là đến huyện Tây Sơn, men theo đường huyện đi không lâu, đã vào đến côn đường núi ngoằn ngoèo của Lư Gia Lương. Đây vẫn là núi Thanh Đài, có điều là dốc tây của núi Thanh Đài, Xuân Dương ở mặt đông của núi Thanh Đài, con đường núi của Lư Gia Lương chẳng hề thua kém so với con đường ngoằn nghèo khúc khuỷu của Hắc Sơn Tử. Về sự khúc chắc của núi và sự phức tạp của tuyến đường có lẽ còn hơn, Trương Dương phải giảm bớt tốc độ khi sắp đến Lư Gia Lương, thì hai chiếc xe đằng trước gặp sự cố làm tắc đường, Trương Dương thầm kêu đen đuổi. Khương Lượng lúc này cũng đã tỉnh, rụi rụi mắt nói, đến rồi sao? Trương Dương lắc đầu, hình như đằng trước xảy ra việc gì đó. Khương Lượng ngồi dậy nhìn về đằng trước, thì thấy một chiếc xe chở hàng và một chiếc xe kéo đâm vào nhau, con đường vốn đã bé, giờ đây phần lớn đường đã tắc, năm con người đang cãi nhau ở đó. Trương Dương thầm kêu đen đuổi, đẩy cửa xe bước xuống, Khương Lượng cũng mặc áo khoác đi theo. Lúc đi còn hối hận mang theo chiếc áo này, nhưng vừa vào núi ngay lập tức cảm thấy cái tốt của chiếc áo bông to này rồi, gió núi rất buốt, người đứng ở một chỗ cũng bị gió thổi nghiêng ngả, mặc dù mặt trời vẫn mọc ở trên cao, nhưng dường như chẳng có chút cảm giác trời nắng nào hết, ánh nắng dường như không có một chút ấm áp, Khương Lượng bó chặt chiếc áo khoác. Trương Dương nhìn hai chiếc xe, rồi lại nhìn năm người đó, trên xe chở hàng và khách có hai người, trên xe kéo có ba người đều không bị thương, nhưng chiếc xe kéo bị đâm tàn tệ, chiếc xe hàng mặt trước cũng hỏng, thùng nước cũng bị giò, lái xe hàng là một người đàn ông cao béo, gã nói bằng một giọng đặc trưng của Kinh Sơn, mẹ kiếp, ông mày đã dừng xe ở đây rồi, sao mày vẫn còn đâm thẳng vào xe. Người lái chiếc xe kéo là một anh chàng 17-18 tuổi, hai người đi cùng cậu ta cũng tầm ấy, người trẻ đang căng tràn nhiệt huyết, chừng đôi mắt, lớn tiếng nói, ông cũng không mở mắt ra mà nhìn, đây là đường vòng vèo, ai lại để xe ở giữa đường chứ? Chẳng phải ông muốn bị đâm hay sao? chương 620, Người trong núi một Người dân của Lư Gia Lương cũng lớn lên từ núi Thanh Đài này, nên tính tình nóng này chẳng khác gì người dân ở bên Hắc Sơn Tử. Lái xe chở hàng thức giận nói, quát con, mẹ kiếp, chán sống rồi à? Muốn đánh nhau phải, lời vẫn chưa dứt, người thanh niên đã đấm thẳng vào mũi gã, đừng tưởng tiểu tử này đen đen gầy gầy, ra tay rất quyết đoán, lái xe chở hàng đó bị một đấm của cậu ta làm lăn ra đất ôm lấy mũi đầu ngón tay bịt lấy dòng máu tươi đang chảy ra người đi cùng bên cạnh thấy tình hình không ổn vội vàng đi tìm một chiếc ống sát bên trong xe ba thanh niên trên chiếc xe kéo không hề hàm hồ họ nhặt lấy mấy cục đá dưới chân chuẩn bị đánh nhau trương dương vui vẻ đứng một bên xem sự việc này chẳng có liên quan gì đến hắn hắn đứng ngoài cười mà thôi khương lượng thì không như vậy gã là cảnh sát nhân dân thấy người dân đánh nhau thế này, gã có trách nhiệm đứng ra hòa giải, Khương Lượng lớn tiếng nói, dừng tay lại hết cho tôi, tôi là cảnh sát đây. Câu nói của Khương Lượng làm cho tất cả mọi người đều lặng người, gã mặt áo đồng phục cảnh sát, mặt nghiêm nghị, uy nghiêm bước đến, hai chữ cảnh sát rất có uy lực đối với người dân. Người lái xe chở hàng ôm lấy mũi nói với Khương Lượng, đồng chí cảnh sát, họ đâm vào xe của tôi mà còn đánh người nữa. Người thanh niên nói, ai bảo ông mắng người cơ chứ? còn mắng nữa là tôi còn dám đánh đấy. Trương Dương vui vẻ, tiểu tử này rất thú vị đây. Khương Lượng chỉ là một cảnh sát qua đường, gã có việc của gã, muốn mau chóng xử lý giúp họ, sau đó đi luôn, gã nhìn vào hai chiếc xe rồi nói, không có ai bị thương chứ. Hai bên đều lắc đầu, có điều lái xe chiếc xe chở hàng ngay lập tức lại nói, vừa nãy thì không bị thương, nhưng giờ bị thương rồi, mũi tôi bị đánh, có lẽ gãy xương mũi rồi. Trương Dương bước đến nhìn vào người lái xe rồi cười nói, "Không gãy, vẫn còn đang tốt lắm." Lái xe chở hàng nói, "Tôi phải đi chụp chiếu, anh nói không đúng thì sao, cậu ta phải bồi thường tôi. Chiếc xe kéo của cậu ta không có bằng gì đâu, đâm vào xe của tôi, tôi phải đòi cậu ta bồi thường." Cậu thanh niên lớn tiếng nói, "Ông để xe giữa đường còn nói ai nữa? Có một chỗ quành ở chỗ này, tôi nhìn thấy ông được sao? Còn không kịp phanh lại, ông có biển, nhưng ông có bằng không?" ông không biết làm dấu hiệu ở phía trước à, tiểu tử hóa ra hiểu biết không ít. Khương Lượng nói, lấy chứng minh thư và bằng lái ra đây. Mấy người đều lấy chứng minh thư ra, tiểu tử đó tên là Chu Sơn Hổ, là người của thôn tiểu Thạch Hoa Lư Gia Lương, đưa mấy người bạn từ huyện Tây Sơn mua đồ về, không ngờ lại đâm vào chiếc xe chở hàng ở đây. Lái xe chiếc xe chở hàng cũng lấy chứng minh thư và bằng lái ra. Gã tên là Hàn Đức Quý, là lái xe của thành phố Kinh Sơn khi trương dương kiểm tra chứng từ hai bên trương dương không có việc gì làm đi đến trước chiếc xe chở hàng nhìn ngó hắn muốn tìm hiểu mức độ tổn hại của chiếc xe xem xem chiếc xe này còn lái được không có thể nhường đường ra hay không nhưng trương dương vừa lại gần chiếc xe người đi cùng hàn đức quý vội vàng ngăn hắn lại anh làm cái gì đấy trương dương cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng của gã cười nói không làm gì cả chỉ là muốn xem chiếc xe này của anh thôi trương đại quan có một thói quen nếu như người ta để kệ hắn xem, có khi hắn chẳng thèm xem, nhưng đối phương càng căng thẳng, càng thần bí thì hắn càng hiếu kỳ, Trương Dương nói, bên trong xe có gì thế? Sắc mặt người đó ngay lập tức biến đổi, đá. Đá sao? Trương Dương bước đến, người đó vội vàng ngăn hắn lại, "Này, anh có ý gì đấy hả?" Trương Dương nói, "Anh không biết tôi là cảnh sát hay sao? Dám cản đường tôi à?" Người đó nói, "Cảnh sát sao lại không mặc đồng phục?" Trương Dương nói, anh chưa từng nhìn thấy cảnh sát mặc thường phục à. Kéo bạt ra cho tôi, tôi muốn xem bên trong là gì. Trương đại quan đoán được điều gì đó qua thái độ căng thẳng của tên này. Trương Dương vừa nói vậy thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, viên lái xe chở hàng Hàn Đức quý vội vàng chạy đến nói, "Đồng chí, xin lỗi, xin lỗi, bên trong thật sự là đá, nếu như anh muốn xem thì tôi kéo ra cho anh xem." Họ vừa xin lỗi vừa kéo bạt ra khương lượng vừa rồi chỉ chú ý đến kiểm tra giấy tờ không phát hiện có gì bất thường không ngờ trương dương lại nghĩ đến hàn đức quý kéo một góc bạt ra để trương dương xem bên trong quả nhiên là đá trương dương nói với người đã ngăn hắn lại này chỉ là một ít đá thôi sao anh căng thẳng cái gì chứ người đó nói tôi tôi không căng thẳng lần này khương lượng cũng nhận ra tên đó có chút gì bất thường khi nói chuyện trên trán còn có mồ hôi dựa vào trực giác cảnh sát của gã khương lượng cảm thấy hai người này rất có khả năng có vấn đề gã đến trước chiếc xe lạnh lùng nói tránh ra một chút tôi xem thế nào hàn đức quý thở dài nói đồng chí cảnh sát à bên trong thật sự chẳng có gì khương lượng lại kéo bạt ra một chút phát hiện bên trong toàn là đá cả hàn đức quý nói anh nhìn thấy cả rồi đấy chỉ là đá thôi chúng tôi mang đến chợ kỳ thạch ở kinh sơn để bán khương lượng nói sự việc của các anh định giải quyết thế nào đệ đơn hay tự giải quyết đây. Chu Sơn Hổ nói, tôi không bồi thường ông ta, làm gì có kiểu dừng xe thế chứ. Hàn Đức Quý lúc này không biết tại sao lại thay đổi thái độ, thở dài nói, thôi coi như tôi đen đùi, thế này đi, chẳng ai làm khó nhau cả, đừng ai nấy đi. Lông may khương lượng động đậy, thái độ người này thay đổi lớn như vậy, có phải là vì do gã xuất hiện hay không? Gã cố ý nói, tôi thấy xảy ra sự việc lớn thế này, cần phải đến đồn cảnh sát để giải quyết, tiểu trương, Liên hệ với đồn cảnh sát địa phương ngay lập tức, bảo họ đưa cảnh sát đến xử lý. Trương Dương đương nhiên hiểu rằng Khương Lượng gọi tiểu Trương tức là mình, Khương Lượng đang đóng kịch, Trương Dương gật đầu, móc điện thoại ra, Hàn Đức Quý vội vàng nói, "Đồng chí cảnh sát à, chúng tôi không báo cảnh sát đâu, chúng tôi còn đang vội đi đưa hàng, không thể nào lỡ được, chúng tôi coi như là gặp đen đuổi thôi." Trương Dương nói, "Gặp đen đuổi sao? Xe đá này quan trọng vậy à?" Hắn kéo toàn bộ chiếc bạt ra, Sắc mặt của Hàn Đức Quý thay đổi hoàn toàn. Trương Dương đẩy một vài hòn đá ra. Miệng Hàn Đức Quý động đậy một chút, người đi cùng gã mở cửa xe. Trương Dương nhìn thấy bên dưới đống đá là một tòa tượng Phật, người mở cửa xe vừa nãy lấy ra một khẩu súng săn trong đó, nhưng không đợi gã lấy súng săn ra, Khương Lượng đã để ý đến từng hành động của gã liền nhanh chóng xông đến, đấm vào cổ hắn, làm cho tên đó ngay lập tức mất khả năng phản kháng. Hàn Đức Quý rút ra một khẩu súng từ trong người nhắm thẳng vào Khương Lượng. Vù, một viên đá bay nhanh đến, đập thẳng vào đầu Hàn Đức Quý, Hàn Đức Quý đau đến độ ngã xuống đất, khẩu súng cũng bay sang một bên. Đó chính là Chu Sơn Hổ ra tay trong lúc cần kiếp, ngăn gã bóp cò. Chu Sơn Hổ dẫn hai người xông lên, người vận tay kẻ bẻ chân, trói chặt Hàn Đức Quý lại bằng dây điện trên xe. Khương Lượng cũng trói tên còn lại vào. Trương Dương lại có phát hiện, trong thùng xe, dưới lớp đá này lại có mấy chục bức tượng nữa, Hèn chi hai tên này căng thẳng vậy, Khương Lượng đá vào người Hàn Đức quý tức giận nói, to gan lớn mật nhỉ, dám ăn cắp đồ văn vật nhà người ta đấy, lại còn có súng nữa. Hai tên ăn trộm này mặt xanh lét, vừa nãy sao lại còn lý luận với mấy tên này, nhận xui bỏ đi cho xong. Ai mà biết được giữa chỗ núi non này lại có cả cảnh sát. Chu Sơn Hổ cũng trèo lên, cậu ta vừa nhìn đã nhận ra bức tượng Phật đó là của chùa Tây Sơn, Chu Sơn Hổ nói, "Ngọc Phật, đám này ngay cả ngọc Phật mà cũng dám ăn trộm à. Trương Dương nói, còn không ít đồ nữa, ít nhất cũng phải có đến 50 thứ. Chu Sơn Hổ nói, những cái khác thì tôi không biết, nhưng bức tượng ngọc này là của chùa Tây Sơn. Cậu ta chỉ bên trên núi nói, còn cao lắm, cách mặt nước biển 1.100 mét, trong miếu chỉ có một vị sư phụ. Khương Lượng vội vàng gọi điện cho đồn cảnh sát địa phương, lúc này trời đã dần tối, gió trên núi mạnh hơn lúc nãy nhiều, mặc dù Trương Dương rất muốn đến thôn Tiểu Thạch Hoa, nhưng gặp phải chuyện này, cũng không thể nào đi ngay, họ đợi ở chỗ đó một tiếng đồng hồ, đến tận 2 giờ chiều, đồn cảnh sát của Hương Lưu Gia Lương mới phái đến ba người cảnh sát, Khương Lượng hơi bực mình, gã nói với mấy viên cảnh sát, các anh làm ăn kiểu gì thế? Báo án lâu vậy rồi mà mới có người đến, ai cũng làm ăn như các anh thì tội phạm chạy mất hết rồi còn gì? Ba viên cảnh sát nhìn thấy huy hiệu của Khương Lượng nhận ra cấp bậc không phải bình thường, cũng không dám nói lại, chỉ giải thích rằng chiếc xe đang chạy thì có vấn đề, cứ tắt máy suốt, khó khăn lắm mới đến được nơi. Khương Lượng nói tình hình cho họ một lượt, mấy người cảnh sát tiếp tay vụ án này, một người cảnh sát trong số đó điều tra tình hình một chút, rồi lại điều tra chứng từ của họ, đây đều là những thủ tục cần thiết. Người tên là Chu Sơn hổ kia xem ra rất quen với đám cảnh sát. Cậu ta nói với cảnh sát một lượt tình hình, mấy người cảnh sát nghe nói là vụ án trộm văn vật, đều ý thức được vụ án này không nhỏ, một người trong số đó báo cáo lên huyện Trương Dương nói, sự việc đã giải thích rõ ràng rồi, có thể xử lý hai chiếc xe giữa đường này không, tôi còn đang vội đến thôn tiểu thạch hoa. Ba người cảnh sát thương lượng một chút, phát hiện chiếc xe khách đó vẫn lái được, quyết định kéo chiếc xe khách và đám văn vật về đồn cảnh sát trước, chiếc xe kéo đã bị đâm hỏng, không chạy được nữa, nhưng vất ở đây lại sợ mất, với đa số người trong núi, đây là một món tiền không nhỏ, Chu sơn hổ đến trước mặt Trương Dương, cậu ta cười nói, đại ca ca, vừa nhìn đã biết anh là người nhiệt tình trương dương vui vẻ nói tiểu tử sao miệng ngọt vậy nói đi tìm tôi có việc gì chu sơn hổ bị trương dương nhận ra ý đồ hơi xấu hổ gãi gãi đầu đại ca à có phải vừa tôi nghe thấy anh định đến tiểu thạch hoa không trương dương gật đầu chu sơn hổ chủ động mời đại ca tôi dẫn đường cho anh nhé từ đây đến tiểu thạch hoa không dễ đi chút nào đường rất phức tạp nếu không biết thì sẽ lạc đường những người không chạy nhiều trên con đường này tốt nhất là tìm một người dẫn đường trương dương nói được thôi chu sơn hổ nhân cơ hội nói ra yêu cầu đại ca vậy anh giúp tôi kéo chiếc xe này vào trong thôn được không trương dương cười ha ha hắn đã đoán được ý định của tiểu tử này rồi chu sơn hổ thấy trương dương cười cảm thấy rất xấu hổ mặt đỏ lựng thấy chiếc xe kéo của mình quá nát chắc chắn người ta không giúp cậu ta bèn nói nếu không tiện thì thôi vậy trương dương nói được chứ cậu buộc chặt xe vào nhưng tôi chưa kéo một chiếc xe kéo bao giờ Chu Sơn Hổ thấy hắn đồng ý, vui vẻ nói, không sao, chỉ cần lái chậm một chút, tôi sẽ giữ đằng sau. Trương Dương cũng không muốn lỡ việc ở đây, hắn gật đầu nói, được, chúng ta đi mau đi, tôi còn việc quan trọng phải làm. Vâng, sau khi buộc xong chiếc xe kéo, Trương Dương bảo hai cậu thanh niên khác lên xe, Chu Sơn Hổ ở đằng sau điều chỉnh phương hướng, sức của chiếc Pika rất lớn, chiếc xe kéo này đương nhiên chẳng có vấn đề gì, có điều đây là đường núi, khúc khuỷu khó đi, khó đi hơn nhiều so với việc kéo xe trên đường bằng. Trương Dương lái rất chậm, Chu Sơn Hổ không lừa hắn, càng vào trong thì đường càng hẹp và nguy hiểm, chỗ này chỉ có thể cho một chiếc xe đi qua, hơn nữa một bên lại là vách núi. Nguy hiểm rất nhiều so với đường ở Hắc Sơn Tử, Trương Dương không những lái rất cẩn thận, mà còn phải chăm lo chiếc xe kéo đằng sau, sợ rằng không cẩn thận sẽ văng chiếc xe xuống vực, mà bên trong xe còn có người nữa. Khương Lượng ngồi ở ghế lái phụ, nhìn bên ngoài cửa sổ, cảm thấy đầu quay mòng mòng gã hơi sợ độ cao vội vàng nhắm chặt mắt buộc chặt áo thấp giọng nói còn bao xa nữa vậy thanh niên mặc áo xanh đằng sau nói từ chỗ vừa xảy ra chuyện đến thôn tôi khoảng tầm năm dặm nhưng toàn là đường núi rất khó đi ngoài những người bản địa như chúng tôi thì lái xe ngoài đều không dám đi con đường này trương dương dừng lại ở ngã rẽ trước mặt hỏi hai đường này đường nào dẫn đến thôn tiểu thạch hoa đường bên trái Trương Dương lái không được bao lâu, đường nhựa đã không còn nữa, mà thay vào đó là đường núi gập ghềnh gấp khúc, trời ngày một tối hơn, mây như những cục đá lớn vậy, ngày càng thấp, Khương Lượng lo lắng nói, có lẽ không mưa chứ. Lời vừa dứt, trên trời đã rơi xuống mấy giọt, lộp bộp trên chiếc xe pica, bên trong xe rất ấm, đương nhiên không sợ lạnh, nhưng những hạt mưa nặng đan vào nhau dày đặc rõ ràng ảnh hưởng đến tầm nhìn. Trương Dương càng lái càng thấy lo lắng, mẹ kiếp, sao lúc này lại mưa cơ chứ? Một lúc sau những giọt mưa ấy đã biến thành tuyết, Trương Dương ngớ người, hắn không dám lái nữa, đường thì không quen, không biết chừng lại rơi xuống vực. Thanh niên mặc áo xanh nói: "Đại ca, tôi xuống dẫn đường cho các anh, tôi đi đằng trước, các anh lái theo đằng sau." Cậu ta nói với người đi cùng, Thuyền tử, còn hơn chục dặm nữa, chúng ta đổi luân phiên, tôi lạnh quá không chịu được nữa cậu đến thay tôi." Thuyền tử gật đầu. Trương Dương và Khương Lượng quay sang nhìn nhau, hai người đều chẳng còn cách nào đã đến đây rồi, chỉ có đường tiến không có đường lùi. Hai người thanh niên thay phiên nhau dẫn đường cho họ, chiếc xe Pika đi với tốc độ rùa bò, cứ đi đi lại rừng rừng, đoạn đường 5-6 dặm mà lái đến hơn 2 tiếng đồng hồ, Trương Dương rất mệt, cảm giác đi con đường này còn dài hơn so với con đường nhìn dặm. Tuyết ngày càng lớn, khắp trời đều là tuyết trắng, cây trên núi đều bị nhuộm thành màu trắng, lờ mờ nhìn thấy chút bóng cây, mặc dù mới chỉ là hơn 4 giờ chiều, nhưng đã nhìn thấy âm u, gió thổi rất lớn khương lượng đẩy cửa xe đi xuống một nắm tuyết bị gió thổi đập vào mặt gã làm cô gã không mở nổi mặt gió thổi vù vù giống như một con dã thú gió cuốn lấy tuyết lăn lột tuyết rơi tràn ngập trên trời dưới đất trương dương dừng xe trong đám đất trống đầu thôn đường trong thôn rất hẹp chiếc xe pika không thể lái vào chu sơn hổ nhảy xuống từ trên chiếc xe kéo người cậu ta đầy tuyết trông giống như một người tuyết vậy tóc lông mày lông mi đều đóng băng cả nhoẻn miệng cười với Trương Dương và nói lớn cảm ơn anh. Mặc dù đã cố gắng nói to, nhưng âm thanh vẫn bị xé toạc bởi luồng gió núi. Chu Sơn Hổ giao chiếc xe kéo cho hai bạn, chỉ vào trong thôn, lớn tiếng nói, đại ca à. Vào nhà chúng tôi nghỉ đã. Trương Dương và Khương Lượng cũng không còn sự lựa chọn nào nữa, đi cùng Chu Sơn Hổ vào trong thôn, nhà Chu Sơn Hổ nằm ở đầu tây thôn Tiểu Thạch Hoa. Ngoài vườn dùng đá dựng lên, căn nhà cũng dùng đã để xây, Tổng cộng có ba gian nhà đá, phía đông có một gian bếp. Vừa bước vào vườn, một con chó đen lớn đã xông ra. Chu Sơn Hổ mắng, lão hắc, vào phòng cho tao. Con chó đen rất nghe lời, gừ một tiếng rồi lại vào trong phòng. Trương Dương cùng Chu Sơn Hổ đi vào trong phòng, trong đó không có người, cũng chẳng có khóa cửa. Chu Sơn Hổ đẩy cửa vào nói, hai vị đại ca, mời ngồi. Trương Dương nhìn xung quanh căn phòng này, bên trong chẳng có đồ đạc gì nhiều một chiếc án một chiếc bàn một chiếc ghế rách nát vì dùng đã lâu và do thiếu ánh nắng không thể nào nhìn ra màu sắc của đồ dùng chu sơn hổ lấy chiếc khăn trên bàn lau lau ghế rồi nhiệt tình nói mời ngồi tôi đi bê cho các anh một chậu lửa trương dương cười nói không cần phiền toái thế đâu người anh em thôn của các cậu vẫn chưa có điện sao chu sơn hổ gật đầu nói đúng thế vẫn chưa có nghe trong hương nói năm sau là thôn chúng tôi có thể có điện rồi đến lúc đó, chúng tôi có thể xem TV rồi. Nói xong cậu ta đi ra ngoài, bê một chiếc lò vào, đặt trước người Khương Lượng và Trương Dương. Một làn khói nhanh chóng dày đặc trong không gian. Hai tay của Khương Lượng nhét cả vào trong túi áo, lúc này gã rất đắc ý, thật là khâm phục bản thân liệu sự như thần, mặc chiếc áo khoác bông này thật là ấm áp. Gã nhìn Trương Dương bên cạnh, phát hiện tên này ngồi đó như nhàn hạ vậy, dường như chẳng cảm thấy chút giá lạnh gì, Khương Lượng thật sự khâm phục thể chất của hắn trong lòng nói, dù sao cũng là người trẻ tuổi, đang còn có sức lửa. Chu Sơn Hổ mặc một chiếc áo da dê bẩn thỉu lên người, cậu ta ngồi xuống bên chiếc lò, vừa chọc lò vừa nói, hai vị đại ca, trong gió tuyết thế này hai vị đến thôn chúng tôi làm gì vậy? Có phải là có việc gì quan trọng không? Khương Lượng nói, bí thư tri bộ của thôn các cậu có ở đây không? Có thể dẫn chúng tôi đi gặp không? Chu Sơn Hổ nói, các anh tìm đúng người rồi, bí thư tri bộ chính là ông của tôi ông ở ngay đối diện nhà tôi. Trương Dương và Khương Lượng đều vô cùng mừng rỡ, hai người đứng dậy nói, đi, dẫn tôi đi tìm ông ấy. Chu Sơn Hổ gật đầu, dẫn họ đến nhà bí thư chi bộ Chu Hữu Lượng, nhà Chu Hữu Lượng mặc dù cũng là nhà đá, nhưng gọn gàng hơn nhiều so với căn nhà của Chu Sơn Hổ. Căn nhà dùng những hòn đá vuông vức dựng nên, vườn cũng rộng hơn nhiều. Khi họ bước vào vườn, Chu Hữu Lượng đang chọc lò ở trong vườn, thấy Chu Sơn Hổ đến, y vừa dụi mắt vừa nói, Hổ tử à, cháu đến thật đúng lúc giúp ông chọc lò với ông mở hết mắt rồi chu sơn hổ nói ông à có hai vị cảnh sát muốn đến tìm ông chu hữu lượng nheo nheo mắt nhìn hai người trương dương cảnh sát tôi chưa từng gặp các cậu các cậu là người của đồn cảnh sát hương sao khương lượng cười nói bí thư chu chúng tôi là công an của cục công an giang thành lần này đến để phiền ông chút việc việc gì thế tôi là một người thật thà không ăn cắp không ăn trộm có thể giúp các anh việc gì? Chu Hữu Lượng vẫn rất cảnh giác. Khương Lượng vui vẻ nói, "Bí thư Chu, tôi đến để hỏi thăm chút việc trước kia." Chu Hữu Lượng kéo ống tay áo nói, "Vào nhà ngồi đi." Mấy người vào trong nhà, nhà của Chu Hữu Lượng bố cục chẳng khác mấy so với của Chu Sơn Hổ, có điều tường của Chu Hữu Lượng dán không ít ảnh của vĩ nhân, đây là điều thường thấy ở thôn nhỏ. Khương Lượng đoán Chu Hữu Lượng tầm 40, 50 tuổi. Y có lẽ hiểu một chút về việc về quê vào đại đội xưa, thế là nói, Bí thư Chu, là thế này, chúng tôi muốn điều tra một vài tình hình, trước sau cách mạng văn hóa, thôn Tiểu Thạch Hoa từng có không ít những thanh niên tình nguyện, không biết ông còn có ấn tượng gì không? Chu Hữu Lượng nói, tôi không quen với họ, năm đó tôi làm ở xưởng đá Tây Sơn, bình thường rất ít khi về nhà, lần dài nhất nửa năm mới về một lần, tôi biết rằng có nhiều thanh niên thành phố đến, có một vài người ở trong nhà tôi. Nói đến đây, ông ta rút ra một hộp thuốc chuẩn bị đưa cho khách hút thì khương lượng đã cản ông ta lại và nói hút của tôi đây là được rồi gã lấy ra một hộp hồng tháp sơn ở trong túi rồi rút một điếu đưa cho chu hữu lượng số còn lại đặt trên bàn chu hữu lượng nhìn hộp thuốc rồi nói thật là ngon hồng tháp sơn trương dương nói bí thư chu nếu ông thích tí nữa tôi sẽ tặng ông một cây đợi chút nữa tôi lấy cho ông chu hữu lượng nói làm sao tôi làm thế được tôi sao có thể nhận đồ của các anh, vậy chẳng phải thành nhận hối lộ rồi sao? Trương Dương thầm cười, hối lộ cái con khỉ móc, một bí thư chi bộ như ông có muốn nhận hối lộ cũng không có cái cơ hội đó. Chu Hiếu lượng hút một hơi, rồi phả ra một đám khói, chậm rãi nói, lúc đó cha tôi là bí thư đảng ủy của thôn Tiểu Thạch Hoa, những thanh niên này do cha tôi phụ trách, ông ấy rất rõ về những việc này. Trương Dương mừng rỡ nói, bí thư Chu, xin hỏi ông ấy giờ đang ở đâu? Chu Hữu Lượng thở dài nói, năm kia cha tôi đã qua đời rồi. Khương Lượng và Trương Dương nhìn nhau, hai người đều cảm thấy thất vọng vô cùng. Khương Lượng nói, trong thôn có lẽ còn người biết chuyện này chứ? Chu Hữu Lượng nói, những người phụ trách chuyện đó giờ đều không còn nữa, hay là các anh đến tìm kế toán cũ để hỏi xem ông ấy có giúp được gì không? Chu Sơn hổ chủ động nói, để tôi dẫn các anh đi. Chu Hữu Lượng tiến họ ra cửa liền nói một câu tôi không cần thuốc đâu nhé không phải là ông ta không cần mà là đang nhắc nhở trương dương đừng quên cho ông ta cây thuốc trương dương cười hắn đến chiếc xe pika lấy ra ba cây đưa hai cây cho chu sơn hổ nói hổ tử hai cây thuốc này một cây tặng cho ông cậu một cây cậu tự để lại cho mình hút nhé chu sơn hổ lắc đầu nói tôi không lấy đâu vừa nãy các anh kéo xe giúp tôi nếu không thì chắc chắn nó bị kẹt ở đường rồi tôi cảm ơn các anh còn không kịp làm sao có thể nhận đồ của các anh được chứ trương dương nói vậy thì cầm lấy cây thuốc này tí nữa đưa cho ông cậu chu sơn hổ nói ông ấy đã nói là không cần rồi mà các anh không phải đưa cho ông từ khẩu khí của tiểu tử này có thể thấy được rằng cậu ta cũng chẳng mấy thích thú người ông này khương lượng nói kế toán cũ ở đâu vậy chu sơn hổ nói ở căn nhà đá đằng trước khương lượng ngước đầu nhìn đằng trước đều là nhà đá cũng chẳng biết cái nào vào với cái nào Chu Sơn Hổ nói, ngôi nhà có trồng một cây ngô đồng ở đằng trước chính là nhà ông ấy. Kế toán của Chu Hữu Kim đã hơn 70 tuổi, nghe nói có người từ Giang Thành nói, hỏi về chuyện thanh niên về quê năm xưa, ông ta nhìn đám lửa mơ màng một lúc lâu mới nói, sự việc đã qua đi hơn 20 năm rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Khương Lượng nhắc ông ấy, ông Chu à, ông thử nghĩ kỹ xem, lúc đó trong số những người đến hương của ông tình nguyện, có ai tên là Hứa Thường Đức không? Chu Hữu Kim nghĩ một hồi lâu, hứa thường đức, nghe có vẻ quen lắm, nhưng tôi không nhớ ra. Trương Dương lấy tấm ảnh đó ra đưa cho Chu Hữu Kim nói: "Ông Chu, ông hãy nhìn bức ảnh này, bên trên bức ảnh có ai ông trông quen mặt không?" Chu Hữu Kim nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng lắc đầu nói: "Không biết, tôi chẳng biết ai cả, nhìn thì có vẻ hơi quen thuộc, nhưng tôi không nhớ ra nữa." Vợ của Chu Hữu Kim nói: "Các anh đừng hỏi ông ấy nữa, mấy năm gần đây đầu óc ông ấy không còn minh mẫn." đừng nói là chuyện trước kia dù là chuyện mới xảy ra ông ấy cũng sẽ quên mất tức thì sự việc thanh niên về quê đến giờ đã nhiều năm như vậy còn ai mà nhớ nữa khi đó những người phụ trách công việc này giờ đây hầu như đã qua đời cả rồi đầu óc của ông già nhà tôi không còn minh mẫn nữa trương dương nói bà à có lẽ vẫn có người nhớ chứ ạ à, khi đó thanh niên về quê không thể nào một mình về được không thể không liên hệ với dân làng chứ Bà cụ nói: "Các anh đến trường học đi." Lúc đó hiệu trưởng Trần khá gần gũi với họ, đều là thanh niên về hương cả, có lẽ ông ấy biết một chút gì đó. Trương Dương lại nhìn Chu Hữu Kim, ông già đã bắt đầu ngáy khò khò trên chiếc ghế, thời gian chẳng tha cho con người, có lẽ chẳng tìm kiếm được manh mối nào từ ông già này nữa. Rời khỏi nhà của kế toán cũ, tuyết bên ngoài vẫn cứ rơi, không những không nhỏ đi mà còn rơi dày đặc hơn trước, Chu Sơn hổ nói: "Trường học cách chỗ chúng tôi còn một dặm." Hôm nay chúng ta còn qua đó à? Khương Lượng ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn đồng hồ, thở dài nói, vốn còn định hôm nay là về Giang Thành luôn, vậy mà đã sắp 5 giờ rồi. Chu Sơn Hổ nói, tuyết to thế này, không thể về được đâu, quá nguy hiểm, tôi ở một mình thôi, nên ở trong nhà vẫn còn chỗ. Nếu như các anh không chê, thì ở lại nhà tôi một đêm, sáng mai tôi sẽ đưa các anh ra khỏi núi. Trương Dương gật đầu, mặc dù đã đến được thôn Tiểu Thạch Hoa, nhưng sự việc vẫn chưa điều tra được gì, hắn đương nhiên không muốn từ bỏ mất công như thế này. Trương Dương nói, hổ tử, hôm nay đã làm phiền cậu nhiều quá rồi. Chu Sơn hổ cười nói, phiền gì đâu, các anh có phải là không giúp tôi đâu, có điều muốn đến trường học, thì chúng ta phải đi mau, nếu không tí nữa tuyết sẽ dày đặc hơn, mà đường lại không dễ đi. Một chút đường núi này chẳng thành vấn đề với Trương Dương, nhưng Khương Lượng thì không đọ được với hắn, chẳng đi được bao lâu, gã đã tụt lại đằng sau, Thở dốc nói, "Hôm nay tôi đã cảm nhận được gian nan của Hồng Quân khi họ phải trèo đèo lội suối rồi, cuộc sống hạnh phúc đến thật chẳng dễ dàng chút nào." Trương Dương cười ha ha nói, "Chỉ là leo núi tuyết thôi mà, làm gì mà nghiêm trọng như anh nói chứ?" Khương Lượng nói, "Sớm biết thế này, tôi đã bảo Đỗ Vũ Phong đi cùng cậu rồi, cậu ấy từ trong núi ra, leo núi là nghề của cậu ấy." Chu Sơn Hổ cười nói, "Anh à, chẳng còn bao xa nữa đâu, trời lạnh thế này Chúng ta đi lại nhiều mới ấm được. Họ leo lên dốc tuyết, Chu Sơn Hổ chỉ vào lá cờ đỏ đang tung bay trên cột cờ nói, chính là ở đó. Trương Dương nói, tuyết lớn thế này mà vẫn còn học sinh đi học sao? Chu Sơn Hổ nói, không đâu, hôm nay là chủ nhật mà. Khương Lượng nói, chủ nhật mà hiệu trưởng cũng không nghỉ à? Chu Sơn Hổ nói, hiệu trưởng Trần vẫn chưa lấy vợ, sống một mình. Nhà ông ấy chính là ở trường học. Trương Dương nói, ông ấy bao nhiêu tuổi rồi? Chu Sơn Hổ nói, tầm 50 rồi thì phải, tôi cũng không biết nữa. Dù sao thì từ lúc nhỏ tôi đã học theo ông ấy, giờ đây ông ấy vẫn đang dạy ở trường này. Trương Dương nói, người như thế này thật hiếm gặp, một đời người cống hiến hết cho sự nghiệp giáo dục. Chu Sơn Hổ nói, tính khí của hiệu trưởng Trần hơi lập dị một chút, chút nữa khi gặp ông ấy, tốt nhất là các anh phải chuẩn bị tâm lý đi, người trong thôn chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy cười cả. Trương Dương cười nói, không sao, chúng tôi cố gắng nhường ông ấy là được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 620.